Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Ta sống lại sau khi ở quá, tập 12, chương 111 dự vương tạo phản về sau, trước hết nhất nhận dự vương đại quân đánh lén, là cùng Hà Nam Tây Bắc giới giáp giới đại danh phủ, đại danh phủ một bên chống cự địch binh, một bên lập tức đem chiến báo 800 dặm khẩn cấp mang đến Kinh Thành, chiến báo tại buổi chiều đến Kinh Thành, trong cung khẩn cấp tổ chức triều hội, tuyên văn võ bá quan vào triều nghị sự, trên đại điện, 13 tuổi thiếu đế ngồi ngay ngắn trên Long ỷ thích thái hậu tạm thời buông rèm chấp chính. Trừng quý Thái Phi không rõ nội tình đứng tại bên cạnh nàng, còn không biết xảy ra chuyện gì. Trần Đình dám trước tiên đem dự vương tạo phản hịch văn đọc một lần. Thủ phụ đại nhân chìm túc thanh âm chưa rơi xuống, đám đại thần liền gặp sa mỏng giống như phía sau rèm bóng người nhoán một cái, phát ra bịch trầm đục. Rất nhanh, thích thái hậu giải thích nói, trừng quý thái phi nghe tin bất ngờ này tin tức, té xỉu, ứng không có gì đáng ngại, chư vị đại thần mời tiếp tục nghị sự đi. Đám đại thần có thể thảo luận cái gì, từng cái đều tại thoá mạ dự vương lòng lan dạ thú ngày đó tiên đế trên triều đình học máu lâm chung di ngôn chúng thần nghe được rõ ràng tiên đế nếu thật muốn thay đổi thái tử di ngôn có thế không giao ra lúc ấy tiên đế ủy thác về sau còn có dư lực giao phó phò, phò mã chiếu cố thật tốt nữ nhi đủ thấy thần trí thanh minh một điểm đều không hồ đồ lại có dự vương hướng thích thái hậu cùng trần đình giám trên thân dội nước bẩn vậy thì càng hoang đường trước kia lần nào trần đình giám thấy thích thái hậu tiên đế hoặc thái tử khẳng định sẽ tại một cái càng có lượng lớn cung nhân tiếp khách. Nói tóm lại, văn võ bá quan công nhận dự vương hịch văn tất cả đều là nói xấu mưu hại, thuần túy là vì hắn tạo phản nói bừa tên tuổi, cho dự vương định ra tạo phản tội danh, tiếp xuống chính là thảo luận như thế nào bình định phản loạn. Dự vương danh xưng thủ hạ có 20 vạn đại quân, kỳ thật chỉ có chừng 10 vạn là triều đình vệ sở quân chính quy, cái khác 10 vạn đều là phiên vương tư binh hoặc là phản chiến quan phủ thủ thành binh, tựa như đem các nơi vụn các lâm thời đổ vào cùng một chỗ, không đáng để lo, cho nên, Trần Đình dám đề nghị bất động phía Bắc Biên Cương quân coi giữ, chỉ từ Sơn Tây, Thiểm Tây, Hồ Quảng, Miền Nam, Sơn Đông Điều Binh, đều ra ba vạn binh mã từ Hà Nam xung quanh hướng Kinh Sư Phương hướng bọc đánh, đoạn mất dự vương đại quân tháo chạy hắn đường lui. Kinh thành bên này lại từ 26 vệ bên trong điều động 10 cái vệ sở hơn 5 vạn tướng sĩ, cùng Bảo Định Phủ, Chân Định Phủ, Đại Danh Phủ quân coi giữ liên hợp thành một chi 16 vạn đại quân, làm bình định chủ lực thích thái hậu gãy gãy trên cổ tay đàn một Phật Châu, rất nhỏ tiếng vang truyền đến thiếu đế trong tai, thiếu đế nhân tiện nói, các lão này dáng rất là ổn thỏa, chuẩn tấu, bách quan cũng cùng kêu lên tán thành, lập tức, kinh thành 26 vệ chỉ huy sứ đều ra khỏi hàng, đứng tại đại điện trung ương, chủ động xin đi, tỉnh An Hầu mặc dù là dự vương quan hệ thông gia, lúc này cũng lòng đầy căm phẫn đứng dậy, thỉnh cầu mang binh. Trần Đình dám ánh mắt đảo qua những cái này hoặc trẻ tuổi hoặc chính vào tráng niên các võ quan, đối thiếu đế nói, Hoàng thượng, 26 vệ đều là tinh nhuệ, đồng đều nhưng tham chiến, không bằng cứ dựa theo năm ngoái diễn đọ võ thử xếp hạng, trừ bỏ cẩm y vệ, mệnh xếp hạng trước năm cùng xếp hạng sau năm thập vệ tham chiến, như thế nào, thiếu đế chuẩn tấu, về phần lãnh binh thống soái, tỉnh An Hầu mặc dù có chiến công, lại muốn tránh hiềm nghi không thể dùng. Trần Đình dám tiến cử chính là vừa lúc hồi kinh thăm viếng sinh bệnh lão mẫu biên quan đại tướng Lăng Nhữ Thành. Lăng Nhữ Thành uy danh cũng không kém tỉnh An Hầu, lại cái sau tính tình gắt gỏng, không bằng cái trước trầm ổn như núi càng có thể để cho đám đại thần yên tâm. Ngắn ngủi nửa canh giờ không đến, triều đình đã định tốt bình định kế sách, đồng thời người người thần sắc nhẹ nhõm, đều không có quá đem dự vương đại quân để ở trong mắt. Dù sao dự vương cũng không phải năm đó tỉnh nang khởi sự thành tổ gia, các mặt đều kém xa dài công chúa phủ hoa dương vừa nghĩ xong thưởng giữ đạo hiếu về giữ đạo hiếu nàng trưởng công chúa sinh hoạt y nguyên sống an nhàn sung sướng toàn bộ tê phượng điện mấy gian phòng trên đều bày băng đỉnh từng tia từng sợi khí lạnh tràn ngập ở giữa cùng trời nắng chang chang trong viện như là hai mùa người xuyên màu trắng quần áo trắng hoa dương ngồi tại trước bàn trang điểm từ triều vân vì nàng chảy một cái nhẹ nhàng khoan khoái đơn giản búi tóc tuyết trắng một đoạn cái cổ đều lộ ra nhưng vào lúc này triều nguyệt tiến đến bẩm báo nói phò mã đuổi phú quý trở về, có việc cầu kiến công chúa. Hoa Dương cũng không quá ưa thích trưởng công chúa xưng hô, ở bên ngoài nhất định phải thủ phép tắc, tại địa bàn của mình, nàng để bên người phục vụ người tiếp tục gọi nàng công chúa. Bởi vì, trưởng công chúa nghe liền phải nghiêm túc bưng trọng một chút, công chúa thì có thể lại đùa giỡn một chút nhỏ tính tình, muốn càng tự do tản mạn. Mới tỉnh ngủ không lâu y nguyên có chút đề không nổi tinh thần Hoa Dương, nghe được phú quý trở về, trong lòng đột nhiên vừa loạn, nàng nhớ tới phụ hoàng băng hà lúc chuông tan. Đời này phụ hoàng so sánh với đời sống lâu chín ngày, cho nên, làm cuối tháng 6 dự vương không có tạo phản lúc, hoa dương cũng không có triệt để yên tâm, ngày hôm nay là mùng 9 tháng 7, hoa dương trực tiếp đi tiền điện, phú quý vẻ mặt nghiêm túc mà nói, công chúa, dự vương tạo phản, phò mã muốn phụng mệnh xuất chinh, lúc này đang cùng chư vị đại nhân trong cung nghị sự, gọi ta thông báo ngài một tiếng, nói ban đêm không cần chờ hắn, hoa dương cũng không muốn chờ, quan dự vương tạo phản bốn chữ này liền đem nàng truyện dở đều đánh bay gọi ngô nhuận lập tức chuẩn bị xe nàng muốn vào cung lên xe ngựa hoa dương tâm còn tại bịch bịch nhảy loạn một chút sau một chút nhanh nàng đầu tiên là không thể nào hiểu được mẫu hậu cùng cha chồng liên thủ bố cục làm sao còn để dự vương phản rồi nôn nóng qua đi hoa dương mình nghĩ rõ ràng dự vương tất nhiên sớm đã có tạo phản lực lượng coi như cha chồng mẫu hậu chuẩn bị trước tan rã dự vương thân tính dự vương một đảng cũng có thể có phát giác, triều đình văn kiện đến bọn hắn nghĩ biện pháp lá mặt lá trái, cha chồng mẫu hậu lại có thể làm sao? Trực tiếp động binh, thì có ý vào phụ hoàng băng hà nhằm vào dự vương chi ngại, bất đạo nghĩa, thôi, những cái kia đã không trọng yếu, trọng yếu chính là trần kính tông mệnh, hoàn thành lân cận đường lát đá lại vuông vức, bởi vì xe ngựa chạy quá nhanh, vẫn là thỉnh thoảng sóc nảy một chút, hoa dương một tay viện xe tấm, trong đầu nhanh chóng suy tư. Trần Kính Tông là huyết tính nam nhi, coi như triều đình không nghĩ thu xếp hắn xuất chinh, chính hắn cũng phải tự đề cử mình, huống chi hiện tại quân lệnh đã hạ, hắn đột nhiên chào từ giả, chẳng phải là nói cho người khác biết hắn Trần Tứ Lan là cái tham sống sợ chết nạo chủng, Trần Kính Tông là không đi không được, hoa dương cái này trưởng công chúa cũng không thể khóc lóc sức mướt ngăn cản, nếu không nàng cũng phải bị thần dân, sự sách chế dẻo, xuất chinh liền xuất chinh, chỉ cần hoa dương lại đem Trần Gia Lão Thái Thái dời ra ngoài nhắc nhở Trần Kính Tông cẩn thận trận kia chiến dịch, hắn hẳn là có thế bình an không việc gì. Vấn đề là, khoảng cách trận kia chiến dịch còn có 3 tháng, Trần Gia Lão Thái Thái hiện tại liền thác mộng, cũng quá có bản lĩnh, quá khó lấy làm cho người tin phục, xe ngựa dừng ở bên ngoài cửa cung. Hoa dương dọc theo quen thuộc cung đạo từng bước một đi vào trong, làm nàng đi vào càng thanh cung, nhìn thấy bồi tiếp đệ đệ tạm cư nơi đây mẫu hậu, hoa dương cũng làm ra quyết định, mẫu hậu, ta muốn theo đại quân xuất chinh thích thái hậu nghe vậy nhíu mày trực tiếp về nữ nhi hai chữ ẩu tả hai quân giao chiến há lại trò đùa ngươi cũng không cần cho phò mã thêm phiền nàng cảm thấy nữ nhi là quá lo lắng phò mã cho nên phò mã đi tới chỗ nào nữ nhi cũng phải đi theo nơi nào hoa dương nghiêm mặt nói cùng phò mã không quan hệ dự vương dù sao cũng là phụ hoàng trưởng tử cũng là ta cùng đệ đệ thân ca ca hắn cử binh tạo phản triều đình xuất binh trấn áp là chuyện đương nhiên nhưng nếu như thu xếp ta cái này trưởng công chúa tự mình đến tiền tuyến thấy dự vương một mặt, chính miệng đối nó lấy tình động hiểu chi lấy lý, lại cho hắn một cơ hội, chẳng phải là càng có thể hiển lộ rõ ràng ngài cùng đệ đệ đối với hắn nhân từ. Phụ hoàng tại dưới cửu tuyền, cũng không cần lại tiếp nhận trong hoàng thất loạn thống khổ, thích thái hậu mặt lộ vẻ kinh ngạc, giống như lần thứ nhất nhận biết nữ nhi, giật mình một hồi lâu, hoa dương ung dung chờ lấy, thích thái hậu không cách nào phản bác lời này triều đình chiến dịch này muốn một lần triệt tiêu Hà Nam tám cái phiên vương, khai chiến trước mặt mũi công việc làm phải càng tốt, thiên hạ bách tính cùng với các phiên vương càng không thể chỉ trích, mà lại, nàng cùng nhi tử cũng không thể tự tiện rời kinh, nữ nhi đúng là người chọn lựa thích hợp nhất, nhưng thích thái hậu không nở, không nở hoa mẫu đơn giống như nữ nhi tại cái này nóng bức thời tiết đi theo đại quân đi ăn đất nuốt cho. Không nở nữ nhi tiếp nhận một chút xíu trên chiến trường có thể sẽ gặp phải các loại nguy hiểm, dự vương trước tạo phản chứng cứ vô cùng xác thực, dệt hoa trên gấm mặt mũi sống bớt làm một tầng cũng không có trở ngại. Thích Thái Hậu vừa muốn phản đối, Hoa Dương đi tới, ông lấy nàng nói, mẫu hậu, phụ hoàng sau khi đi, ngài cùng đệ đệ đều rất vất vả, ta cũng muốn giúp các ngươi làm những gì, dạng này mới là người một nhà, đúng hay không? Ngài như một mực đem ta bài trừ bên ngoài, ta sẽ cảm thấy ta thật chính là một bát nước, khi xuất giá ngày đó liền bị ngài tràn, cũng không tiếp tục muốn ta trở về. Hoa Dương biết, mẫu hậu không có xem nàng như tác nước ra ngoài, chỉ là xem nàng như thành trong viện mẫu đơn, mở ung dung hoa quý là được, không cần làm cái gì chính sự, nhưng Hoa Dương không phải hoa mẫu đơn, nàng là cái người sống sờ sờ, nàng có mình sướng vui giận buồn, nàng muốn làm mình muốn làm sự tình, Các nữ tử lo lắng trùng điệp, nàng là hoàng nữ, hoàng tỷ a, nếu như ngay cả nàng đều muốn bị gắt gao trói buộc tại các loại lễ pháp bên trong, làm nữ tử lại có gì niềm vui thú, mẫu hậu phụ hoàng hiểu rõ ta nhất ngài ngẫu nhiên cũng giống phụ hoàng như thế dung túng ta một lần được hay không nước mắt rơi xuống tới hoa dương cố ý cọ đến mẫu hậu trên vạt áo thích thái hậu vì cái gì nữ nhi càng lớn ngược lại càng sau so khi còn bé còn càng có thế nũng nịu đâu lúc khác thích thái hậu có thể nhẫn tâm cự tuyệt nhưng nữ nhi vừa không có phụ hoàng nhìn cái này tội nghiệp dáng vẻ ngốc bàn bàn đây không phải dung túng không dung túng vấn đề ta là sợ ngươi gặp được nguy hiểm hoa dương Mẫu hậu lo ngại, ngài ngẫm lại, trừ tại hai quân trước đó thấy dự vương một lần, thời gian khác ta khẳng định đều đợi tại chiến trường phía sau, nếu như ta gặp được nguy hiểm, chỉ có thể nói rõ triều đình đại quân bị dự vương phản quân phá. Thích thái hậu nghiêm túc đánh gãy nữ nhi, đừng muốn ăn nói linh tinh, hoa dương ngoan ngoãn ngậm miệng, chỉ ngẩng đầu, khẩn thiết nhìn qua mẫu hậu, thích thái hậu hừ hừ, nói đến dễ nghe như vậy, kỳ thật chính là vì phò mã mới phải đi a. À. hoa dương đương nhiên muốn phủ nhận, hắn lấy ở đâu mặt mũi lớn như vậy, thích thái hậu chỉ coi nữ nhi tại mạnh miệng, nhưng cũng không có phản đối nữa, được rồi, ngươi về trước phủ chuẩn bị, đem trên đường có thể muốn dùng đồ vật đều tranh thủ thời gian dự bị đầy đủ, miễn cho đến lúc đó chịu khổ phàn nàn, đương nhiên cũng không thể quá phô trương, để các tướng sĩ lên án, còn có ngươi trong phủ 300 thân binh, cũng đều mang lên, thời thời khắc khắc một tấc cũng không rời trong coi ngươi. Đợi lát nữa ta cùng ngươi đệ đệ nói một tiếng, Mô phỏng tốt ý chỉ liền cho ngươi gửi tới." Hoa Dương cười nói, "Vậy ta liền đợi đến đón ngài ý chỉ á." Thích Thái Hậu lắc đầu, rõ ràng là khổ sai, nữ nhi lại một bộ muốn ra cửa Du Sơn ngoạn thủy ngốc bộ dáng. Hoa Dương rời đi về sau, Thích Thái Hậu đi ngự thư phòng thấy nhi tử. Thiếu Đế nghe xong liền gấp, còn tưởng rằng là mẫu hậu ép buộc tỉ tỉ đi. Thích Thái Hậu có phần phí một phen môi lưỡi mới khiến cho nhi tử tin tưởng đây là nữ nhi chủ ý của mình, đồng thời nhịn không được âm thầm nghĩ lại, nàng tại một đôi nữ trong lòng đến tục cùng là cái dạng gì mẫu hậu, chương 112, Trần Kính Tông rời đi binh bộ sau liền đi vệ sở, cùng hai vị chỉ huy đồng tri cùng một chỗ chỉnh đốn quân đội, vũ khí, trang bị, vì buổi sáng tại ngoài cửa thành tập kết làm chuẩn bị, bận đến màn đêm buông xuống, Trần Kính Tông mới lấy tốc độ nhanh nhất hướng kinh thành chạy, đuổi tại cửa thành đóng trước một khắc kịp thời đi vào, bởi vì cấm đi lại ban đêm. Dân chúng gần như đều đã nằm ngủ, nhàn nhạt ánh trăng bao phủ mỗi một đầu trống rỗng đường đi thẳng đến lúc này giờ phút này trần kính tông mới có thời gian muốn nàng muốn nàng có thể hay không bởi vì dự vương tạo phản mà sợ hãi kinh thành muốn loạn có thể hay không vì hắn ra ngoài chinh chiến mà lo lắng nhưng hắn lại không cách nào đem hai loại cảm xúc gắn ở nàng tấm kia xinh đẹp lại tự phụ trên mặt nàng cuối cùng không phải bình thường nữ tử liền tiên đế băng hà nàng cũng chỉ là ở trước mặt hắn rơi quá một lần nước mắt xuất cung về sau rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh thông dong, không cần bất luận kẻ nào cố ý đi an ủi. Phía trước chính là dài công chúa phủ, trong phủ một mảnh đèn đuốc sáng trưng, ngoài cửa có thị vệ tuần tra ban đêm, phò mã. Bốn cái thủ vệ thị vệ cung kính hướng hắn hành lễ, Trần Kính Tông gật gật đầu, đem tọa kỵ giao cho chuyên môn phụ trách dẫn ngựa gã sai vặt, hắn bước nhanh đi vào, chó cha ngày mùa hè, hắn hôm nay bôn ba sau ngày xưa càng nhiều, trên người quan bào cũng không biết bị mồ hôi ướt nhẹp mấy lần lại đằng làm mấy lần, thói quen mà thôi, Trần Kính Tông vẫn đi trước Lưu Vân Điện thanh tẩy, Phú Quý đã đợi chờ chủ tử đã lâu, lúc này rốt cục nhìn thấy người, Phú Quý cơ hồ là chạy như bay đến chủ tử bên người, hưng phấn nói, phò mã, ngài nghe nói không, công chúa muốn theo đại quân cùng đi xuất chinh, Trần Kính Tông bước chân dừng lại, Phú Quý tiếp tục nói, buổi chiều Thái Hậu nương nương tự mình hạ ý chỉ, nói là dự vương chính là hoàng thượng thân huynh trưởng thái hậu không đành lòng dự vương cùng hoàng thượng thủ túc tương tàn cho nên an bài công chúa đi tiền tuyến thuyết phục dự vương hy vọng dự vương buông xuống binh qua quay đầu là bờ chẳng qua ta cảm thấy đây cũng là công chúa mình yêu cầu nàng lo lắng ngài mới biết được ngài phải xuất chinh bình loạn vội vã liền tiến cung đi công chúa đối chủ tử như thế tình thâm một mảnh phú quý đều thay chủ tử cao hứng trần kính tông hoàn toàn không có phú quý hảo tâm tình hắn quay người đi ra mấy bước lại quay đầu lạnh giọng phân phó phú quý chuẩn bị nước đi ta muốn tắm rửa phú quý cười nói đã dự bị tốt hai thùng lạnh một thùng còn sấy lấy trần kính tông vứt xuống hắn đi nội thất lau thời điểm trần kính tông nhìn xem trong thùng gỗ lắc lư nước mày nhíu lại phải càng sâu quả thực ẩu tả hai khắc đồng hồ về sau trần kính tông đến tê phượng điện hoa dương đã nằm ở trên giường sáng mai đại quân sẽ sớm ở cửa thành bên ngoài tập hợp nàng cái này trưởng công chúa cũng không thể chậm đến trong phủ làm sao sống an nhàn sung sướng đều được đã muốn theo quân liền phải xuất ra đứng đắn theo quân dáng vẻ không thể để cho các tướng sĩ xem nhẹ nàng nói trưởng công chúa thuần túy là đến cản trở chỉ là kế hoạch nhiều tốt cái này đều nằm trên giường nửa canh giờ lại là càng nằm càng tinh thần không có chút nào buồn ngủ sợ hãi sao không nên lần này triều đình điều binh khiển tướng cùng đời trước gần như giống nhau thống soái vẫn là lăng nhữ thành đại tướng quân, xuất chiến mười vệ sở cũng vẫn là kia thập vệ, trần kính tông tử kiếp nàng cũng có lòng tin giúp hắn tránh đi, dù sao phụ hoàng băng hà là bởi vì long thể sớm đã thua thiệt căn bản, trần kính tông bên này, nàng liền không tin nàng đều cảnh cáo hắn, hắn còn có thế lỗ mãn mà xa vào quân địch vây quanh, có lẽ là bởi vì nàng chưa hề đi qua tiền tuyến đi, lại có phần thắng, kia cũng là các tướng sĩ ném đầu lâu vẫy nhiệt huyết chiến trường. Hoa dương lại lật cả người, sau đó liền nghe Trần Kính Tông tới, không bao lâu, Trần Kính Tông đẩy cửa vào, phòng bên trong đen kịt một màu, ngay tại Trần Kính Tông cho là nàng có phải là ngủ lúc, Hoa Dương mở miệng nói, "Điểm hai ngọn đèn đi." Thanh âm kia thật yên lặng, ẩn ẩn để lộ ra vẻ hưng phấn. Trần Kính Tông tìm tới cây châm lửa, thắp sáng rời giường gần đây hai ngọn đèn, lại đi nhìn trên giường, nàng mặc một bộ trắng thuần quần áo trong, tóc đen rối tung, lộ ra một tấm trong trắng thấu phấn mặt cùng cặp kia sáng tỏ như sao con ngươi. Trần Kính Tông liền biết, hắn không thể đem nàng làm bình thường nữ tử phỏng đoán, nhìn nàng một cái cái này cùng phú quý không sai biệt lắm hưng phấn dạng, nơi nào có nửa điểm lo lắng bất an, là nương nương muốn ngươi đi cùng dự vương hòa đàm, vẫn là ngươi chủ động đề nghị muốn đi. Trần Kính Tông buông xuống cây châm lửa, đi đến bên giường, nhìn xem nàng hỏi, hoa dương không thích ngửa đầu nói chuyện cùng hắn, vỗ vỗ bên giường để hắn ngồi xuống trước, Trần Kính Tông thần sắc không ngờ ngồi tốt, Hoa Dương lúc này mới nói, chính ta muốn đi, chính như ý chỉ bên trên nói, ta đi hòa đàm, hiển lộ rõ ràng chính là mẫu hậu, đệ đệ đối dự vương nhân từ, Trần Kính Tông, ngươi chẳng lẽ coi là, dự vương sẽ nể mặt ngươi, nghe xong ngươi liền ngoan ngoãn đầu hàng triều đình, Hoa Dương, hắn đều phản, nơi nào sẽ ngốc như vậy, nhưng ta đi chuyến này vốn chính là mặt mũi Việt, ta cùng mẫu hậu đều không có trông cậy vào dựa vào mấy câu dừng binh qua. Trần Kính Tông khí cười, nếu biết là mặt mũi sống, ngươi vì sao nhất định phải đi? Ngươi cho rằng theo quân sẽ giống chúng ta đi lăng châu đơn giản như vậy, mỗi ngày chậm rãi chỉ đi 40 dặm đường, mỗi ngày đều có thể đến dịch trạm ngủ lại nghỉ ngơi, còn có liên tục không ngừng nước nóng tạo điều kiện cho ngươi sử dụng. Ta nói cho ngươi, lần này đại quân đi cả ngày lẫn đêm, một ngày nghỉ ngơi tối đa ba canh giờ, coi như lân cận có dòng sông, đều không có thời gian cho ngươi nấu nước tắm rửa càng khỏi cần nói ngoài trời con mũi quấy rầy phân ngựa đầy đất hoa dương những cái này cũng đều là chuyện nhỏ trên chiến trường quân địch lúc nào cũng có thể xông lại thật gặp được hung hãn binh mãnh tướng chính là lăng soái cũng không dám hứa chắc nhất định có thế hộ ngươi chu toàn ngươi cái này da mịn thịt mềm người ta chỉ là cầm dây thường đem ngươi trói lại đều có thể siết được ngươi kêu trời trách đất thật động đau thương ngươi cũng đừng trông cậy vào phản quân sẽ kiên kỵ ngươi trưởng công chúa thân phận bọn hắn liền hoàng thượng đều muốn phản còn sợ ngươi trần kính tông càng nói càng hung nhìn hoa dương ánh mắt cũng càng ngày càng không tốt hoa dương chỉ là kiên nhẫn nhìn xem hắn chờ trần kính tông nói đủ rồi hoa dương đột nhiên cười trần kính tông nơi nào buồn cười rồi hoa dương giải thích nói từ khi phụ hoàng băng hà đây là ngươi lần thứ nhất dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta từ nàng gả cho trần kính tông ngày đầu tiên bắt đầu trần kính tông liền không có xem nàng như cao cao tại thượng công chúa nhìn trong đêm hắn dám lời nói thô tục hết bài này đến bài khác, ba ngày hắn có thế các loại trào phúng hoặc âm dương quái khí, nói chuyện chanh chua, cho dù là đời này hai người tình cảm tốt hơn nhiều, ngôn ngữ tranh phong cũng chưa từng có từng đứt đoạn, hoặc là Trần Kính Tông đâm nàng, hoặc là nàng đâm Trần Kính Tông. Mãi cho đến phụ Hoàng Băng Hà, Trần Kính Tông mới đột nhiên biến thành người khác, không hợp ý nhau an ủi quan tâm, nhưng cũng không dám nói chút không đứng đắn, mỗi ngày đều rất trầm mặc. Nói thật, Hoa Dương không quá quen thuộc trầm mặt bổn phận Trần Kính Tông, nàng càng muốn hai người giống như trước đồng dạng, nên nói nhau nhau, nên nhốn nháo. Kết quả Hoa Dương một điểm ra tới, Trần Kính Tông lại mím chặt môi. May mắn Hoa Dương vừa mới cười, nàng như thay cái biểu lộ, Trần Kính Tông đều muốn lo lắng hắn có phải là nói đến quá nặng đi, muốn đem mới mất cha không lâu công chúa húng khóc. Hoa Dương nhìn xem hắn bộ kia kỳ quái dáng vẻ, bắt đầu phản bác lên, ta xác thực yếu ớt giống ta vừa gã tiếng nhà các ngươi thời điểm đột nhiên muốn ta bôn ba mấy ngàn dặm đi cho một người chưa từng gặp mặt lão thái thái giữ đạo hiếu ta đương nhiên không vui vẻ trong lòng ta không thoải mái trên đường liền sẽ ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia nhưng lần này theo quân là quan hệ triều cục ổn định quan hệ bách tính các tướng sĩ tính mạng đại sự ngươi như cảm thấy ta sẽ ngay tại lúc này còn muốn bày trưởng công chúa phổ vậy ngươi cũng quá coi thường ta nuôn chiều từ bé không có nghĩa là không biết đại cục điêu hoa tùy hứng, có thế giãn cứu thời điểm giãn cứu, không cách nào chiếu cố, Hoa Dương khẳng định sẽ đem đại cục đặt ở phía trước, Trần Kính Tông y nguyên sụ mặt, coi như ngươi không sợ chịu khổ, ngươi cũng không sợ bị phản quân bắt đi, Hoa Dương cười nói, ta tin tưởng phụ thân mẫu hậu bày mưu nghĩ kế, tin tưởng lăng soái bài binh bố trận, càng tin tưởng vô luận phát sinh cái gì. Chu các đều sẽ xuất lĩnh 300 thân binh hộ ta Chu Toàn, Trần Kính Tông mặt càng đen, Hoa Dương biết hắn chua quá chua cát, nàng chính là cố ý, chờ Trần Kính Tông sắp kìm nén không được thời điểm, Hoa Dương tới đây, ngồi vào trong ngực hắn, ôm lấy cổ của hắn nói, đương nhiên, ta càng tin tưởng, coi như ta gặp được nguy hiểm, có người cũng sẽ kịp thời cứu ta thoát ly hiểm cảnh. Trần Kính Tông toàn thân cứng đờ, đã là đề phòng nàng nói ra một cái khác làm giận danh tự, lại là đang cực lực áp chế thân thể không muốn bởi vì nàng đã lâu tới gần mà xuất hiện biến hóa bởi vì tiên đế mới tạ thế hơn một tháng, hắn dám nhớ thương cái kia, nàng nhất định sẽ không vui vẻ. Hoa Dương lại không nói, đầu dựa vào hắn vai rộng bàn, buồn ngủ nói, ngủ đi, ngày mai còn phải sớm hơn lên. Trần Kính Tông, hắn ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, đã muốn ngủ, vì sao không nằm dài trên giường đi. Hoa Dương, ngươi nơi này so trên giường dễ chịu, Trần Kính Tông hô hấp nhất trọng, ngươi dễ chịu, ta cũng không dễ chịu. Hắn vừa mới nói được nửa câu, hoa dương liền biết hắn nơi nào không thoải mái nàng chỉ coi không có xem xét y hoa cảm giác tiếp tục gối lên vai của hắn ôm lấy eo của hắn trần kính tông nhịn lại nhịn bỗng nhiên một tay nâng lên nàng một bên đứng lên trước tiên đem kia hai ngọn đèn tắt gian phòng lâm vào hắc ám trần kính tông hai tay ôm lấy gầy mấy cân công chúa cuối cùng đi đến phía nam cửa sổ có rèm dưới đưa nàng để lên bàn nửa vòng minh nguyệt tung xuống trong sáng quan huy chiếu lên công chúa tóc dài đen nhánh hiện ra như lụa nhu hòa sáng bóng trần kính tông thân lấy đỉnh đầu của nàng cầm nàng một cái tay hỏi ta xuất chinh ngươi theo quân liền không sợ tướng sĩ cùng dân chúng hiểu lầm nói ngươi là vì ta mới đi cùng dự vương hòa đàm chỉ là ngươi đánh lên ngụy trang hoa dương nghĩ nghĩ không lắm để ý mà nói cũng không tính hiểu lầm đi ta vốn chính là vì ngươi trần kính tông nghe ra trong lời nói của nàng trêu chọc cái này khiến câu kia hắn rõ ràng nên thích nghe cũng thay đổi thành trong nước mặt trăng, như thật như ảo, tự như hắn chưa từng có đàng hoàng nói qua thích nàng, nàng cũng không chịu rõ ràng biểu lộ cái gì, cứ việc nàng liền mệnh đều có thể giao phó cho hắn, có đôi khi không thèm để ý, có đôi khi, tự như hiện tại, Trần Kính Tông sẽ có chút bực bội, cái này bực bội là bởi vì nàng mà lên, nàng cố ý không để hắn dễ chịu, hắn cần gì phải khách khí nữa, tay phải rời đi sợi tóc của nàng nắm chặt cầm của nàng, nâng lên nháy mắt. Trần Kính Tông thấp xuống, nhìn như cường thế, kỳ thật như cũ mang theo một tia thăm dò, có lẽ Hoa Dương chỉ là trốn về sau một chút, hắn liền sẽ lập tức buông ra, nhưng Hoa Dương không có tránh, nàng hoài niệm phụ hoàng, nhưng hoài niệm cùng tiếp tục hưởng thụ sinh hoạt, cũng không mâu thuẫn, mặc dù nàng sẽ không giống Trần Kính Tông như vậy con đường khác thường, hiếu bên trong như thường lệ ăn thịt uống rượu thậm chí xa vào tại giường tre chi hoang, nhưng dạng này hôn vẫn là ngẫu nhiên nhưng vì... Dù sao ngày mai bọn hắn liền phải cùng đi xuất chinh, Tương lai ba 4 tháng khả năng cũng sẽ không có thời khắc này an nhàn, cùng hai người đều vừa mới tắm rửa qua đi nhẹ nhàng khoan khoái, Hoa Dương vòng lấy cổ của hắn, Trần Kính Tông chấn động toàn thân, làm hai người cùng một chỗ ngã xuống giường mà Hoa Dương cũng không có tránh thoát thời điểm, Trần Kính Tông nhịn lại nhịn, vẫn là tại bên tai nàng thử dò xét nói, nếu không, ta đi lặng lẽ ngâm một cái. Hoa Dương. Chương 113, Sắc trời mới sáng. Hoa Dương Sa Giá cùng nàng 300 thân binh đã xuất hiện tại ngoài cửa thành, chủ soái Lăng Nhữ Thành tới hướng nàng hành lễ. Lăng Nhữ Thành là tiến sĩ xuất thân, cùng Trần Đình Giám vẫn là đồng khoa, nhưng Lăng Nhữ Thành muốn lớn tuổi chút, bây giờ đã có 58 tuổi. Lăng Nhữ Thành thuở nhỏ liền độc thuộc lòng binh thư, làm mấy năm quan văn sau bắt đầu triển lộ ra mang binh thiên phú, tại Tây Nam Bình Định Quá Sơn Vĩ, tại Phúc Kiến đã kích quá giặc qua, cũng tại phía Bắc chặn đường Quá ngỏ Lạc thiết kỵ chính là bản triều một viên mảnh tướng, vi danh gần với tầng đại tướng quân. Hoa Dương kính trọng tất cả nhân tài trụ cột, đợi Lăng Nhữ Thành mười phần lễ ngộ, hai người trò chuyện, trên cửa thành mới có động tĩnh, là thích thái hậu, thiếu đế đến, phải vì bình định đại quân thực tiễn. Hoa Dương đứng tại Lăng Nhữ Thành cùng Trần Kính Tông ở giữa hơi gần phía trước vị trí, ngửa đầu nhìn về phía trên tường thành, thiếu đế người xuyên long bào trên đầu mang trắng, cùng tỷ tỷ liếc nhau, lại thần sắc bưng túc nhìn về phía kia một mảnh mênh mông đại quân. Thích Thái Hậu trước chiêu cáo dự vương tội trạng, lại nói cho tất cả tướng sĩ nàng lại phái hoa dương trưởng công chúa tiến đến cùng dự vương hòa đàm, hy vọng có thể thuyết phục dự vương hưu binh ngừng chiến. Đến nơi đây, thiếu đế tiếp lời ngữ, tuyên bố nếu như dự vương vẫn như cũ u mê không tỉnh ngộ, chúng tướng sĩ liền muốn vì hắn bắt dự vương phản tặc, lấy an ủi tiên đế trên trời có linh thiên, trên đời này tôn quý nhất đôi này mẹ con, thích thái hậu thanh âm tự mang nữ tử mảnh nhu, hoàng thượng thanh âm thì là 13 tuổi thiếu niên lang thường gặp réo rắc cùng ngây ngô, nhưng bọn hắn lời nói bên trong hoàng gia uy nghiêm là nhất trí, thanh thanh sở sở truyền vào mỗi cái tướng sĩ trong tai, chúng tướng vũ trường âm thanh tề hô, bắt phản tặc. Lấy an ủi tiên đế, tiếng hô như sấm như đình, bay thẳng cửu tiêu, đã tuyên thệ trước khi xuất quân, đại quân lập tức xuất phát, hành quân lúc Hoa dương trưởng công chúa xa giá cùng lăng nhữ thành xuất lĩnh trung quân cùng một chỗ đi ở chính giữa, mới mùng 10 tháng 7, trời nắng chang chang, trên mặt đất làm được không gặp một giọt nước, đại quân những nơi đi qua, dẫm đạp ra từng mảnh từng mảnh cho bụi, hoa dương đợi trong xe ngựa, không cần bị ánh nắng bạo chiếu, nhưng những cái kia cho bụi vẫn có thế xuyên thấu qua cửa xe khe hở, màn tơ màn cửa chui vào, dẫn đến toa xe bên trong lại buồn bực lại làm, mà lại thỉnh thoảng còn có một số quái dị hương vị bay vào đến đại khái chính là Trần Kính Tông nói tới đầy đất phân ngựa, dù sao chỉ có người mới sẽ tìm một chỗ giải quyết vấn đề, những cái kia tuấn mã là theo đi theo lạp, Triều Vân, Triều Nguyệt thay phiên thay công chúa quạt cây quạt, hai đầu lông mày đều có chút bận tâm, sợ công chúa chịu không được loại này gian khổ, Hoa Dương đương nhiên không thoải mái, nhưng vừa nghĩ tới bên ngoài bao nhiêu tướng sĩ không có chút nào che chắn bôn ba tại dưới liệt nhật, xuyên được so với nàng nhiều lại phụ tải nặng nề. Nàng lại có tư cách gì phàn nàng, công chúa, uống nước a à. triều vân lau mồ hôi khuyên hoa dương lắc đầu ban ngày đều uống ít một chút ban đêm cắm trại lại nói chung quanh tất cả đều là tướng sĩ mà lại ngay tại đi đường uống quá nhiều nước đợi lát nữa chủ tớ ba nữ nhân đi đâu thuận tiện dù là đưa ra ngoài thùng phân rất khó coi chú ý tới hai tên nha hoàng đều đang đổ mồ hôi hoa dương gọi bọn nàng cũng đừng phiến riêng phần mình nghỉ ngơi đi lúc xế trưa đại quân tại một mảnh rừng hoang đặt chân lâm thời chỉnh đốn nửa canh giờ, ăn chút lương khô uống một chút nước, lại đánh một lát chợp mắt, chạm vạn tối kia bỗng nhiên mới có nóng hổi cơm ăn, các tướng sĩ nhao nhao trốn đến dưới bóng cây, hoa dương bên này ngựa kéo xe muốn nghỉ ngơi, nàng cũng phải xuống xe, triều vân xuất ra mũ trùng, hoa dương vô dụng, đi bên ngoài du ngoạn không muốn gọi phổ thông ngoại nam nhìn dung mạo, các tướng sĩ lại phải vì triều đình trên chiến trường vào sinh ra tử, người ta liền mệnh đều có thể không thèm đếm xỉa nàng một cái trưởng công chúa mặt cứ như vậy quý giá. Hoa Dương thoải mái xuống xe, phát hiện Lăng Nhữ Thành vậy mà đứng tại cách đó không xa xin đợi nàng xuống xe, 10 cái chỉ huy sứ cũng đều tại. Hoa Dương vội nói, chư vị đại nhân không cần như thế, chỉ coi ta không có đi theo liền có thể, các ngươi nên thương lượng quân vụ liền thương lượng quân vụ, như bởi vì ta chậm trễ cái gì, ta liền thành tội nhân. Lăng Nhữ Thành xác thực không có nhàn hạ một mực cùng trưởng công chúa giảng cứu nghi thức xã giao, nghe trưởng công chúa nói như thế, hắn biết nghe lời phải gật đầu, mang theo 10 cái chỉ huy sứ đi một chỗ khác, Trần Kính Tông thật sâu mà liếc nhìn Hoa Dương, mới đi theo chủ soái đi, ngô nhuận sớm tại một chỗ dưới bóng cây trải tốt vải thô, công chúa nói chuyến này không nên trương dương, không phải thiếp thân sử dụng đồ vật đều tận lực từ kiệm, chờ Hoa Dương nếm qua thức ăn trong hộp, ngô nhuận đưa Triều Vân một cái ánh mắt, Triều Vân tiến đến Hoa Dương bên tai, nói nhỏ, công chúa, Ngô Công Công gọi ngài không cần lo lắng rửa tay vấn đề, chỉ cần ngài nghĩ, hắn sẽ gọi chu các bọn hắn hộ tống ta tìm cái địa phương thanh lý thùng phân, cam đoan không gọi những người khác qua tay. Hoa Dương liếc nhìn cách đó không xa đang cùng chu các nói gì đó ngô nhuận, nghĩ đến đây hai cái tâm phúc ngay tại vì nàng rửa tay vấn đề nhọc lòng, Hoa Dương liền càng không được tự nhiên, chạng vạn tối rồi nói sao. Hoa Dương vẫn là câu nói này, các tướng sĩ đi mệt, Hoa Dương ngược lại là ngồi mệt mỏi, vòng quanh bên người nàng cái này mấy gốc cây chậm rãi đi lòng vòng lăng nhữ thành chờ sĩ quan cách không xa bên kia tán về sau trần kính tông thích cẩn cùng một chỗ hướng hoa dương bên này đi tới hoa dương bước chân không ngừng chờ hai người đi gần nàng mở miệng trước nói ta rất tốt không cần các ngươi lo lắng nên làm cái gì làm cái gì đi thôi ta không nghĩ lăng xoái lãng phí tâm lực tại trên người ta các ngươi cũng giống như thế lúc này các ngươi đến hỏi hang ân cần ta ngược lại không lĩnh tình thích cẩn bật cười, tốt, biểu ca kia liền cung kính không bằng tuân mệnh, trưởng công chúa nghỉ ngơi thật tốt, thần cáo lui, trước câu là để bày tỏ ca thân phận nói chuyện, phía sau kính xưng liền nhiều hơn mấy phần treo chọc ý vị, hoa dương thỏa mãn nhìn xem biểu ca đi, ánh mắt rơi xuống dẫn dưng hướng khối kia vải thô bên trên một tòa phò mã, phú quý chân chó đưa chủ tử lương khô, túi nước tới, trần kính tông lưng tựa thân cây, một hơi lương khô một hơi nước, lệch hẹp dài mắt đen từ đầu đến cuối nhìn chầm chầm Hoa Dương. Hoa Dương không làm gì được hắn, phân phó Triệu Vân một câu, sau đó đi đến Trần Kính Tông bên người, nàng còn không có ngồi xuống, Trần Kính Tông nhắc nhở, ta một thân mồ hôi khí, trưởng công chúa tốt nhất tránh xa một chút, cái này quen thuộc âm dương quái khí, nói chuyện chanh chua, Hoa Dương nguyết hắn một cái, ngồi xuống hắn đối diện. Kéo dài ánh nắng bạo chiếu để Trần Kính Tông Anh tuấn mặt bày biện ra hai mảnh hiện ra bóng loáng đỏ bờ môi cũng có chút phát khô, Triệu Vân từ trong xe sách hộp cơm quá giật. Đến, bên trong là hoa dương không ăn xong cơm trưa, chính là từ dài công chúa phủ mang ra, hạ tầng một mực dùng ướt lạnh, đó cũng là hoa dương chuyến này duy nhất mang cùng một chỗ băng, ngày mai buổi trưa nàng cũng phải ăn lương khô, ăn đi. Thấy Trần Kính Tông không đi động thức ăn trong hộp, hoa dương khuyên câu, ngô nhượng bọn người tránh đi, Trần Kính Tông nhìn xem hoa dương, cười cười, không cho phép ta đến quan tâm ngươi, ngươi vì sao còn muốn quan tâm ta, Hoa Dương, ta ăn no, những cái này ném cũng là lãng phí, không bằng cho ngươi ăn." Trần Kính Tông đã buông xuống lương khô, một tay lấy ra trong hộp cơm sứ trắng chén nhỏ, một tay cầm đũa gấp thức ăn. Hoa Dương lặng lẽ quan sát trái phải, cái khác các tướng sĩ mặc dù cách xa xôi, nhưng nếu như có tâm nhìn về bên này, cũng có thể rõ ràng thấy được nàng cùng Trần Kính Tông đang làm những gì. "Lần này thì thôi, về sau ba ngày chỉnh đốn, ngươi đều không cần lại tới." hoa dương nhẹ giọng giao phó nói trần kính tông nhíu mày là chê ta hiện tại đầy bụi đất cùng ngươi ở cùng một chỗ nhi không xứng hoa dương trừng hắn ta là sợ tổn hại ngươi quân uy khách chỉ huy sứ đều cùng lính của mình cùng một chỗ duy chỉ có ngươi thích hướng ta bên này chạy trần kính tông những cái kia đều là hư nơi này cũng không phải chiến trường lại nói chúng ta vệ sở binh đã sớm biết ta không thể rời đi ngươi lúc này ta cùng ngươi nói mấy câu đây tính toán là cái gì giữa ban ngày chung quanh còn có nhiều người như vậy hoa dương bị hắn ngay thẳng dùng từ làm cho có chút nóng mặt không biết rõ hỏi ngươi làm sao không thể rời đi ta rồi bọn hắn lại vì sao biết trần kính tông ngươi nghĩ a à, mùa đông tuyết rơi ta đều muốn hướng trong thành chạy không phải vì ngươi chẳng lẽ là vì về nhà hiếu thuận mẹ ta lời nói này ra ngoài nam nhân kia có thế tin hoa dương nàng không để ý đến hắn nữa trần kính tông mặc dù nói lời nói ăn cơm tốc độ cũng nhanh chóng ăn xong trên dưới dò xét hoa dương một chút ngươi muốn hay không đi hết tay cả đám đều đến quan tâm cái này hoa dương liền giải thích đều không nghĩ giải thích sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn nói ăn xong liền về các ngươi vệ sở bên kia nghỉ ngơi đi trần kính tông bất động chính ngươi muốn tới bị cái này tội hiện tại cần gì phải ngượng ngùng người bên kia ít ta mang ngươi tới đào hố hoa dương nếu ngươi không đi ta hô chu các đưa ngươi trần kính tông hiểu nàng hiện tại là thật không có cần nhìn nhìn lại nàng hoa mẫu đơn giống như khuôn mặt nhỏ, Trần Kính Tông đứng dậy rời đi, đại hưng tả vệ cùng kim ngô tiền vệ chỉnh đốn địa điểm sát bên, Trần Kính Tông khi trở về, cao đại tráng chờ binh sĩ đều lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười, còn có mấy cái to gan ồn ào hai tiếng, kim ngô tiền vệ hơn năm ngàn người đều lưng tựa thân cây, nắm chặt thời gian nhắm mắt dưỡng thần, chỉ có thích cẩn, nhìn Trần Kính Tông một chút, Trần Kính Tông cũng không có nhìn hắn. Dựa vào cây ngồi xuống, hai mắt nhắm lại nửa canh giờ chỉnh đốn kết thúc đại quân tiếp tục xuất phát lần này trừ ở giữa ngắn gọn nghỉ ngơi hai khắc đồng hồ mãi cho đến canh một trời thời điểm đại quân mới tại một mảnh bãi sông lân cận xây dựng cơ sở tạm thời ngày mùa hè thiên trường lúc này trời vẫn sáng đầu bếp binh nhóm múc nước múc nước vo gạo vo gạo bận rộn lại ngay ngắn trật tự trần kính tông lại tới tìm hoa dương sau đó hai vợ chồng mang theo triều vân triều nguyệt cùng một chỗ dọc theo bờ sông hướng thượng du phương hướng đi trải qua một rừng cây nhỏ, Trần Kính Tông đi vào trước kiểm tra một phen, xác định không có nguy hiểm, lại gọi chủ tớ ba cái đi vào. Hoa Dương đi ra rừng cây nhỏ lúc, nhìn thấy Trần Kính Tông ngồi xổm ở bờ sông, chính ào ào vẫy nước rửa mặt, tay áo của hắn cao cao lột lên, dọc nước dọc theo hắn rắn chắc cánh tay uống lượng mà xuống. Hoa Dương đi đến bên cạnh hắn, Trần Kính Tông nhìn nàng một cái, hỏi, nước vẫn là ấm, muốn hay không ở chỗ này tắm rửa? Hoa Dương, muốn tẩy chính ngươi tẩy, chúng ta đi trước, Trần Kính Tông một cái nắm chặt nàng tay, "Gấp cái gì, theo giúp ta chờ một lúc." Hoa Dương không chịu, "Đợi lát nữa ngươi đi ta trong doanh trướng ăn cơm chiều, muốn nói chuyện khi đó lại nói." Trần Kính Tông, khó mà làm được, "Ba ngày chúng ta cùng một chỗ, tất cả mọi người biết giữa chúng ta ngay ngắn thẳng thắn, ban đêm ta như tiếng ngươi doanh trướng, dù là chỉ đợi thời gian một chén trà công phu, bọn hắn cũng có thể suy nghĩ lung tung một đống." Hoa Dương, nàng sát bên hắn ngồi xuống, quân doanh bên kia, có khói bếp lượng lờ dâng lên, càng ngày càng cao, nơi xa là dần dần trở tối thiên không, hối hận không? Trần Kính Tông đột nhiên hỏi, Hoa Dương Kinh thường trả lời, tiếng ông ông vang lên, Trần Kính Tông tay mắt lanh lẹ một bàn tay, đem con kia bay về phía Hoa Dương gia mịn thịt mềm con mũi chụp chết, Hoa Dương nơi nào còn có nhàn hạ thoải mái, chỉ muốn nhanh lên trở lại vẫy quá khu trùng tán doanh trướng, Trần Kính Tông rửa tay một cái, đứng lên, đi theo các nàng chủ tớ sau lưng. Quay về quân doanh, Trần Kính Tông quả nhiên về đại hưng tả vệ bên kia, đi theo các binh sĩ cùng nhau ăn cơm, sau bữa ăn đi qua cùng Lăng Nhữ Thành bọn người nói nói chuyện, sau đó liền chui tiếng danh trướng của mình, một chút đều không có hướng trưởng công chúa bên kia nhìn, chương 114, so sánh hoa dương theo quân lúc đủ loại không tiện, tạo phản khởi sự dự vương tại đại quân bên trong trôi qua liền dễ chịu nhiều, đánh trận là chủ soái quách kế tiên cùng các tướng sĩ sự tình, dự vương chỉ cần đi theo đại quân cùng một chỗ tiến lên, bình thường liền chú trọng hưởng lạc tuổi trẻ vương gia, lần này theo quân cũng mang hai cái mỹ nhân làm bạn, còn lại phục vụ nha hoàng thái giám đầu bếp liền càng khỏi cần nói. Lúc đầu dự vương còn nghĩ qua phải càng tiêu giao, thí dụ như mang hai xe ngựa ca cơ, là cảnh vương lo lắng hắn cái này hoa mắt ù tai dạng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng sĩ khí. Theo lý thuyết, tiên đế vừa mới băng hà, còn tại tan bên trong dự vương liền hai cái mỹ nhân đều không nên sủng hạnh, nhưng hắn nhất định phải len lén sủng hạnh, bên cạnh hắn đóng kia tiểu nhân không dám khuyên cũng không nghĩ khuyên, cảnh vương thì là cố ý dung túng, dự vương không hiền, chờ đại quân công phá kinh thành, cảnh vương mới có cơ hội ngồi thu ngư ông thủ lợi, tháo cối giết lừa, mình đăng cơ xưng đế, dự vương nếu là cái hiền, cảnh vương không có khả năng đến khuyến khích hắn tạo phản, dự vương cũng không có khả năng nghe hắn, ngày hôm đó màn đêm buông xuống. Dự vương ở trong doanh trướng uống rượu làm vui lúc, quách kế tiên đến cảnh vương doanh trướng, hành quân thuận lợi, hiền đệ vì sao mặt ủ mày trao. Cảnh vương mời quách kế tiên ngồi xuống, đi theo ái thiếp quách thị xưng hô vị này triều đình đại tướng, hoàn toàn đem quách kế tiên làm người một nhà ngữ khí. Quách kế tiên giải thích nói, chính là quá thuận lợi, kinh kỳ trọng địa, các nơi thủ tướng đều không phải hạng người vô năng, nhưng chúng ta đoạn đường này gặp phải các nơi quân coi giữ, giao phong không lâu liền vội gấp rút lui, phản phất căn bản vô tâm ứng chiến. Cảnh vương cười nói, chúng ta có 20 vạn đại quân, những cái kia hơn mấy ngàn vạn địa phương quân coi giữ nào dám cùng chúng ta thật đánh, làm dám một chút tương lai có thể ứng phó triều đình chính là, tạo phản thất bại toàn bộ vương phủ đều muốn đi theo hắn rơi đầu, cảnh vương dám vào lúc này khởi sự, duy nhất phần thắng chính là binh quý thần tốc, chỉ cần hắn tại triều đình điều động đại quân vây công trước đó giết tới kinh thành, chỉ cần đem tiểu hoàng đế, dự vương đều chơi chết. Hắn cái này vương thúc liền thành kế vị để nhất nhân chọn, cũng là triều thần có thể nghĩ ra đến người chọn lựa thích hợp nhất, lợi ích thường thường nương theo lấy nguy hiểm, nhưng chỉ cần có thể được đến lợi ích đủ lớn, đại đa số có năng lực thử một lần người đều sẽ mạo hiểm như vậy. Mà tại cảnh vương xem ra, miệng còn hôi sữa tiểu hoàng đế tại quan viên địa phương nhóm trong lòng có thế có cái gì uy vọng, địa phương các tướng lĩnh đã cũng không đủ đại quân cùng hắn chống lại, lại không có liều chết vì triều đình hiệu lực cần phải. Một kích liền tan nát chính là trong dự liệu, quách kế tiên xác thực cũng không có đem tiểu hoàng đế nhìn ở trong mắt, nhưng hắn không dám đánh giá thấp thủ phụ Trần Đình Giám, cũng sẽ không xem thường đại danh phủ, Quảng Bình Phủ, Thuận Đức Phủ ba vị thủ tướng, ba vị này thủ tướng, có hắn gặp qua từng uống rượu, có chỉ nghe nói qua uy danh, cho dù là bọn họ trong tay binh xa xa chống cự không được 20 vạn đại quân, cũng không đến nỗi liền nếm thử đều không thử nghiệm tướng quân chân chính đem hộ quốc trách nhiệm cùng vinh quang đem so với mệnh càng nặng, biết rõ không địch lại cũng sẽ liều chết một trận chiến, tận lực kéo dài phản quân bước chân, chờ triều đình đại quân chạy đến cứu cấp, quách kế tiên phản phất nhìn thấy một cái lưới lớn, chính chờ đợi bọn hắn nhảy vào đi, hắn nghỉ lui, thậm chí đã thay cảnh vương nghỉ kỹ đường lui. Mang theo 20 vạn đại quân bên mông cùng cuộn quá Hà Nam Kinh Hồ Quảng Bắc Bộ lại thẳng tiến xuyên thục, chiếm xuyên thục lại bằng vào nơi hiểm yếu, một bên chiêu binh mãi mã, một bên khác chọn thời cơ. Lưu tại Hà Nam khẳng định là không được, quá thuận tiện triều đình đại quân bắt rùa trong hũ. Cảnh vương không chút nghĩ ngợi cự tuyệt hảo ý của hắn, hắn thưởng thức quách kế tiên thống minh tài cán, lúc này lại ghét bỏ lên quách kế tiên lo trước lo sau tới. Ngày mai đại quân liền có thể thẳng tiến ký châu, cách kinh thành chỉ còn hơn một nửa lộ trình, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, hiện tại lui, đó chính là đồ đần. Nhưng cảnh vương không biết là, phản quân một đường bắt thượng lúc, những cái kia bị bọn hắn đánh lui hoặc là căn bản phòng thủ mà không chiến đại danh phủ, Quảng Bình Phủ, Thuận Đức Phủ Tam Địa Thủ Tướng Nhóm, sớm tại phản quân khởi sự trước liền phải thủ phụ đại nhân mật tính, muốn bọn hắn sớm phòng bị dự vương tạo phản, như thật có chiến sự, cũng phải bọn hắn tránh né mũi nhọn bảo tồn chiến lực, tại dự vương đại quân về sau tập kết hợp binh, chờ lấy tại ký châu cùng chân định phủ quân coi giữ, triều đình đại quân tiền hậu giáp kích dự vương đại quân tại ký châu nam xây dựng cơ sở tạm thời hoa dương cùng lăng nhữ thành xuất lĩnh hơn năm vạn binh mã tại liên tục đi cả ngày lẫn đêm về sau rốt cục cũng tại hoàng hôn trước đến ký châu bắc võ ấp huyện lúc này đàn ngựa mệt mỏi không muốn đi hơn năm vạn tướng sĩ cũng đều mệt đến ngất ngư lăng nhữ thành mang theo chân định phủ thủ tướng triệu tắc thanh bảo định phủ thủ tướng hoàng lan đến cầu kiến hoa dương hắn đem trần kính tông cũng kêu lên miễn cho nũng nịu trưởng công chúa đơn độc đối mặt ba vị đại tướng trong lòng e ngại, Hoa Dương tại trưởng công chúa trong doanh trướng trịnh trọng tiếp thấy bọn họ, Triệu Tắc Thanh, Hoàng Lan đều là thuần chính võ tướng, hơn 40 niên kỷ, đã có lăng nhữ thành trầm ổn nội liễm, lại có Trần Kính Tông như vậy cường kiện thể phách, riêng này phần dáng vẻ khí độ liền rất để người an tâm, hành lễ qua đi, Triệu Tắc Thanh giải thích một chút hiện tại chiến cuộc. Dự vương đại quân sẽ ở ngày mai buổi chiều tiến quân Ký Châu, hắn cùng Hoàng Lan sẽ mang binh giả bộ chặn đường, sau đó hướng bắc lui binh, đợi sau này hoàng hôn, dự vương đại quân mới có thể đuổi đến võ ấp huyện lân cận. cho nên lăng nhữ thành xuất lĩnh hơn năm vạn binh mã nhưng trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi địch sơ hở, mệt mỏi. hoa dương nghe xong, rốt cục cảm nhận được cha chồng cùng mẫu hậu sớm ứng đối. đời trước dự vương đột nhiên khởi sự, đại danh phủ ba phủ thủ tướng liều chết nghênh chiến, mặc dù thành công kéo dài phản quân bước chân, nhưng cũng thương vong thảm trọng, một mực đánh tới chân định phủ, bảo định phủ bên này phản quân mới bắt đầu chân chính gặp phải trở lực, theo triều đình năm vạn đại quân gia nhập, hơn 10 vạn binh mã tại lăng nhữ thành thống soái dưới, dần dần chuyển bại thành thắng, từng bước một đêm dự vương phản quân hướng nam bước lui. Bây giờ, đại danh phủ ba phủ gần năm vạn binh lực gần như có thể hoàn toàn bảo tồn, tự cho là đánh đâu thắng đó dự vương đại quân, sắp tiến vào triều đình thứ một cái bảy. hoa dương gật gật đầu, biểu thị ra đã hiểu, lại nhìn về phía lăng nhữ thành. Lăng Nhữ Thành nói, phản quân muốn vào võ ấp huyện, trước phải trải qua võ ấp mặt phía nam hổ tai núi, sáng mai chúng ta nhưng lên đường tiến về hổ tai núi, ra vẻ chân định phủ quân co giữ mai phục tại đây, chờ triệu tướng quân, hoàng tướng quân đem phản quân dẫn tới, chúng ta trước áp chế áp chế phản quân nhuệ khí, trận chiến này kết thúc, phản quân tất nhiên sẽ tại kia một vùng cắm trại chỉnh đốn. Ngày kế tiếp chúng ta mười vạn đại quân lại hộ vệ trưởng công chúa cùng dự vương hòa đàm, hoa dương cười nói, lăng soái kế này rất thỏa ở chỗ này doanh địa chỉnh đốn một đêm, hôm sau buổi sáng, Lăng, Hoàng hai vị tướng quân sớm đã không gặp, Lăng Nhữ Thành cũng tự mình dẫn đầu hai vạn binh mã, tiến về hổ tai núi Mai Phục, Hoa Dương đứng tại doanh trướng của mình bên ngoài, nhìn thấy Trần Kính Tông cũng tại lần này xuất binh liệt kê, hắn bề bộn nhiều việc, chỉ có lên ngựa muốn khi xuất phát, mới xa xa hướng nàng bên này nhìn sang, ánh nắng sáng sớm từ phía sau hắn bắn ra tới, chói mắt như vậy. Dẫn đến Hoa Dương đều thấy không rõ Trần Kính Tông mặt, ngược lại là nhìn thấy hắn cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Sau đó, hắn dục ngựa rời đi, chờ hai vạn binh mã đều chạy xa, Hoa Dương vừa muốn quay trở lại trong trướng, chợt thấy biểu ca thích cẩn hướng bên này đi tới, Hoa Dương hướng hắn cười cười, thích cẩn dừng ở nàng ba bước bên ngoài, nói đến buồn cười, tiên đế băng hà lâu như vậy, hắn lại còn không có cơ hội đơn độc nói với nàng một tiếng nén bi thương, bây giờ nàng phản phất đã không còn bi thương nữa, thích cẩn nhắc lại nén bi thương ngược lại sẽ câu lên nàng buồn tự, phò mã lần thứ nhất xuất chinh, biểu muội có phải là rất lo lắng. Thích cẩn để bày tỏ ca thân phận quan tâm nói, hoa dương, còn tốt, có lăng soái ở đây, nàng giọng nói nhẹ nhàng, trên mặt cũng không thấy lo cho, thích cẩn bật cười nói, ta còn muốn an ủi biểu muội vài câu, vậy mà lại là bạch chuẩn bị, hoa dương liếc nhìn một vòng binh doanh, khuyên nhủ, biểu ca nhanh đi mau lên, ta không sao, thích cẩn gật gật đầu, quay người đi. Triều Vân Triều Nguyệt đều không có suy nghĩ nhiều, chỉ có ngô nhuận nhìn nhiều mấy lần thích cẩn bóng lưng, hắn nhớ kỹ, công chúa mới 13-14 tuổi thời điểm, thích cẩn cũng vẫn là thiếu niên lang, thiếu niên mộ ngải, thích cẩn nhìn công chúa ánh mắt, bao nhiêu đều tiết lộ tình ý ra tới, chẳng qua Thái Hậu nương nương hiển nhiên không duy trì vụ hôn nhân này, không bao lâu thích cẩn liền định ra hôn sự, đánh kia về sau, thích cẩn cùng công chúa gặp mặt số lần càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ thích cẩn nhà có hiền thê, công chúa cũng có phò mã. Thời niên thiếu tình ý, hẳn là đoạn mất a. Danh trướng bên trong, Hoa Dương xuất ra xuất phát trước mẫu hậu theo ý chỉ cùng một chỗ cho thư của nàng. Phía trên là hòa đàm có thể sẽ dùng đến ứng đối chi từ, loại lời nói khách sáo này, mẫu hậu khẳng định so Hoa Dương am hiểu hơn. Hoa Dương sớm đã học thuộc lòng, chẳng qua nàng cũng tưởng tượng mấy loại tình huống, cũng âm thầm chuẩn bị một chút đối sách. Mỗi ngày Hoa Dương đều sẽ trong đầu quá mấy lần miễn cho tại đại quân trước đó mất hoàng gia uy nghiêm. Chỉ là, hôm nay nàng còn có thể tỉnh táo chuẩn bị những cái này, đến ngày thứ hai, biết Trần Kính Tông bọn người sẽ tại hổ tai núi gặp được dự vương phản quân, hoa dương tâm liền không an tỉnh được, hai đời chiến trường đã phát sinh biến hóa, nàng không nhớ rõ đời trước có hay không hổ tai núi chiến dịch, chiến trường không phải diễn võ trường, đao tiễn không có mắt, lăng xoái lợi hại hơn nữa, hiện tại cũng là lấy thiếu đối nhiều, Trần Kính Tông sẽ sẽ không xảy ra chuyện người có thế khống chế hô hấp của mình, nghẹn đến không nín được thời điểm mới thôi, lại rất khó khống chế những cái kia phân tạp suy nghĩ, biết rõ điềm xấu, ngắn mũi mất một lúc, Hoa Dương đã suy đoán Trần Kính Tông mấy loại kiểu chết, hoặc là không cẩn thận từ trên đỉnh núi rơi xuống dưới, hoặc là bị phía dưới trong bạn quân cung tiễn thủ bắn trúng ngực, hoặc là hắn chạy xuống đi cùng phản quân đánh giáp lá cà, chịu mấy đau, công chúa có phải là đang lo lắng phò mã? Ngô Nhuận đột nhiên hỏi hai người kém mười mấy tuổi, có thể nói Hoa Dương là ngô nhuận nhìn tận mắt tự tay chiếu cố lớn lên, cho nên Hoa Dương cũng coi hắn là nửa cái trưởng bối. Đối đầu ngô nhuận nhìn rõ hết thảy ánh mắt, Hoa Dương cười nhạt nói, cũng không phải rất lo lắng, chỉ là hắn dù sao là lần đầu tiên ra chiến trường, ta cái này trong lòng liền có chút không nở. Ngô nhuận, đây là nhân chi thường tình, coi như nô tỳ liệt kê vô số đầu lý do gọi ngài yên tâm, ngài cũng sẽ còn nhớ thương phò mã, chẳng bằng ra ngoài đi một chút hoặc là luyện một chút chữ làm một chút kim khâu, chuyển di tâm tư. Hoa Dương không muốn ra ngoài, bên ngoài vừa nóng lại tùy thời có thể nghe được phân ngựa mùi vị. Luyện chữ, trong doanh trướng bút mực giấy nghiêng trải lên không tiện lắm, Hoa Dương liền để Triều Vân, Triều Nguyệt chuẩn bị kim khâu. Toàn bộ buổi chiều, Hoa Dương đều tại khâu túi tiền, lục sắc bằng lụa, dùng màu xanh nhạt kim khâu theo lên từng cây thúy trúc, ngụ ý trúc báo bình an. Hoa Dương không am hiểu nữ công, nỗi lòng lại không yên, ngay từ đầu phế hai khối tài năng, về sau mới chậm rãi định thần lại, nơi xa bỗng nhiên truyền đến ngàn vạn tuấn mã tề buông tiếng vó ngựa, hoa dương dừng lại châm, không đợi triều vân triều nguyệt đi ra ngoài xem xét tình huống, chu cát đã qua đến bẩm báo nói, công chúa, lăng soái bọn hắn trở về, triều vân biết chủ tử quan tâm nhất chính là phò mã, vội vã hỏi, trông thấy phò mã không, chu cát lúng túng nói, cách còn xa, thấy không rõ lắm, triều vân, vậy ngươi tranh thủ thời gian lại đi nhìn chu cát một đường chạy tới đại doanh bên ngoài lần này trở về không chỉ là lăng nhữ thành mang đi ra ngoài hơn hai vạn người còn có triệu tắc thanh hoàng lan dưới trướng năm vạn đại quân chúng tướng sĩ mênh mông cuồn cuộn kích thích một mảnh bụi đất trần kính tông dựa theo chức quan cưỡi ngựa đi theo chủ soái hai vị tướng quân sau lưng cách đại doanh còn cách một đoạn hắn trước nhìn thấy chu cát trắng tinh một cái ngọc diện thị vệ đứng tại cái khác đen mặt vàng binh sĩ ở giữa rất là chói mắt hắn nhưng lại không biết, tại chu cát trong mắt, nhà mình phò mã gia đồng dạng chói mắt, dù sao lăng nhữ thành ba người đều 40-50 tuổi, mặt cũng tối đen, chỉ có trần kính tông trẻ tuổi phơi ít, trần gia nam nhân cũng đều là trời sinh nền trắng tử, xác định phò mã bình an không việc gì, chu cát cũng không có tiếp tục chờ chào hỏi, quay người hướng trưởng công chúa doanh trướng chạy tới, công chúa, phò mã cũng trở về, cưỡi tại trên lưng ngựa, hẳn không có thụ thương. Triều Vân, Triều Nguyệt đều rất cao hứng. Hoa Dương thần sắc lạnh nhạt, đem theo một nửa túi tiền bỏ vào kim khâu giỏ, gọi bọn nha hoàng thu lại. Triều Vân ồn ào nói, ngài không đi đón tiếp. Hoa Dương nhíu mày, Triều Vân, ta nói là, ngài không đi đón tiếp lăng xoái. Hoa Dương Chương 115, Hoa Dương đi ra doanh trướng, lúc này đã là hoàng hôn, trời chiều sáng tỏ mà nhu hòa, có gió từ phương Bắc thổi tới, cuốn lên đại quân nâng lên bụi bặm đi về phía nam mà đi, giống như sắp thay đổi chiến cuộc. Ngô nhuận. Chu cắt một trái một phải thủ vệ tại trưởng công chúa bên người, bồi tiếp nàng đi nghênh đón khải hoàng các tướng sĩ, không đề cập tới lăng nhữ thành ngoại hạng xuất chinh chiến các tướng sĩ, chính là lưu thủ đại doanh những binh lính này, cũng đều tại dưới liệt nhật bạo chiếu một ngày, mồ hôi diều lấy rơi lên trên đến bụi đất dính tại da mặt bên trên, để mặt và người càng đen, mặt trắng cũng thay đổi thành thổ mặt, vượt qua những binh lính này thông dong mà đi trưởng công chúa, một thân màu trắng quần áo trắng, cho dù chưa thi phấn trang điểm tấm kia trắng muốt hai gò má cũng làm cho nàng biến thành vũng bùn bên trong nở rộ một đóa trắng hoảng mẫu đơn, mỹ lệ mà ung dung, nhưng đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn, nàng đi qua địa phương, các binh sĩ cũng nhịn không được nín hơi ngưng thần, đã không dám thất lễ mạo phạm trưởng công chúa, lại kìm lòng không đặng đem ánh mắt dính tại trưởng công chúa gương mặt, váy phía trên, trưởng công chúa đi lại thông dong vừa mới xuống ngựa lăng nhữ thành các tướng lãnh phát hiện trưởng công chúa thế mà tự mình ra nghênh tiếp vội vàng tăng tốc bước chân đi tới, cùng nhau chắp tay hành lễ. Hoa Dương ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua vị trí lệch sau Trần Kính Tông, lại rơi xuống lăng nhữ thành trên mặt, đưa tay hư đỡ nói, các tướng quân miễn lễ, không biết hôm nay tình hình chiến đấu như thế nào, chúng tướng đứng thẳng người, lăng nhữ thành khiêm tốn cười một tiếng, trả lời, theo lễ công bằng chủ, ta chờ may mắn không làm nhục mệnh, phản quân khinh địch liều lĩnh, tại hổ tai trong núi quân ta mai phục, sĩ khí gặp khó hốt hoảng mà chạy lại bị quân ta truy sát, thương vong tăng thêm hàng binh, tổn thất chí ít ba vạn binh mã. Hoa Dương từ đáy lòng mà nói, toàn bộ nhờ lăng soái cùng chư vị tướng quân dụng binh như thần. Nói một cách đơn giản một lát lời nói, Hoa Dương liền để chư vị tướng quân đi trước chỉnh đốn, nàng từ về doanh trướng. Quá hai ba khắc đồng hồ, màn đêm sơ sơ giáng lâm lúc, Trần Kính Tông đến. Doanh trướng thuộc bổn phận ngoài trướng trướng, cái trước dùng cho nghỉ ngơi, cái sau dùng cho đại khách. Hoa Dương bên ngoài trướng gặp Trần Kính Tông cũng phân phó Triều Vân Triều Nguyệt đem bên ngoài trướng màn cửa chống lên, Chu Cát, Ngô Nhuận canh giữ ở cổng, thường có binh sĩ tuần tra mà qua, đi đến nhìn xem liền biết bên trong trưởng công chúa cùng phò mã chỉ là đang nói chuyện mà thôi. Trần Kính Tông đến xảo, Hoa Dương đang chuẩn bị dùng cơm, hắn vừa đến, đương nhiên phải nhiều thêm một bộ bát đũa, bắt đầu ăn trước đó, Triều Vân, Triều Nguyệt bưng chậu đồng tới, bước nhẹp khăn tử đưa cho phò mã gia, gọi hắn trước lau lau tay mặt. Trần Kính Tông tiếp nhận khăn tử, chuyển hướng hoa dương, một bên nhìn chầm chầm nàng một bên lau, ánh mắt kia phản phất hoa dương mới là hắn sắp ăn như gió cuốn bữa tối. Hoa dương thoáng nhìn khăn trắng tử biến thành cho khăn tử, liền thu tầm mắt lại chỉ nhìn cả bàn đồ ăn. Nàng cùng các tướng lĩnh ăn đều là quân doanh cơm tập thể, các binh sĩ còn có thịt ăn, hoa dương phải vì phụ hoàng để tan, cuối cùng bưng lên cũng chỉ có cháo loãng, nhân rau nhi bánh bao, cùng hai đạo thức ăn chay, chẳng qua nàng mang một bộ bộ đồ ăn, tại những cái kia tinh xảo chén dĩa phụ trợ dưới, đơn sơ đồ ăn cũng bằng thêm mấy phần nhan sắc. Trần Kính Tông tới trước đó đem dính vết máu khôi giáp thoát, bên trong là một bộ màu ửng đỏ chỉ huy sứ quan bào, bên hông mang trắng, xem như con rể thay tiên đế để tan. Biết hoa dương thích sạch sẽ, Trần Kính Tông không có hướng hoa dương bên người góp, gọi ngô nhuận làm ra một tấm bàn nhỏ, bảo trì vài thước khoảng cách ngồi tại hoa dương phải dưới tay, càng phát ra như cái tuân thủ nghiêm ngặt phép tắc phò mã gia hoa dương dò xét hắn lộ ở bên ngoài da thịt hỏi ngươi hôm nay đều làm những cái kia sự tình trần kính tông đói trước cắn một miệng lớn tử bánh bao nuốt vào uống miếng nước lúc này mới nói ngay từ đầu chỉ là ở trên núi mai phục phản quân tới liền hướng hạ ném tảng đá phản quân trốn chúng ta lại xuống đuổi theo dết đánh lửa canh giờ lăng xoái bây giờ thu binh chúng ta liền lui về đến hoa dương có gì cảm thụ trần kính tông trên núi con mũi nhiều lắm may ta không khai con mũi bên cạnh ta những người kia, trên mặt mỗi người cổ đều bị cắn một vòng bao, hoa dương, các ngươi vệ sở thương vong như thế nào, Trần Kính Tông liếc nhìn nàng một cái, nói, vẫn được, ăn trước đi, ăn xong lại nói, hắn sợ hắn nói những cái kia máu tanh, nàng một miếng cơm đều ăn không vô, hoa dương gật gật đầu, cầm thì múc cháo uống, nàng chậm rãi, Trần Kính Tông ăn đến rất nhanh, ăn xong liền tiếp tục nhìn chầm chầm hoa dương nhìn, sau bữa ăn, Trần Kính Tông mời Hoa Dương đi bên ngoài đi một chút, lưu tại trong trướng nói chuyện ngược lại kiên kỵ càng nhiều. Hoa Dương đồng ý, Triều Vân lấy ra chứa khu trùng tán hương bao, tại công chúa bên hông treo hai cái, còn có hai cái tiểu nhân, màu trắng tơ lụa, làm thành hoa lụa dáng vẻ, đừng ở công chúa búi tóc ở giữa. Lúc này các binh sĩ phần lớn đều tại riêng phần mình doanh trướng nghỉ ngơi, trực đêm đám binh sĩ cũng đều vẫn duy trì một khoảng cách, không ảnh hưởng Hoa Dương cùng Trần Kính Tông thấp giọng trò chuyện. Hai vợ chồng sống vai mà đi, trần kính tông trong tay dẫn theo một chiếc đèn lồng ngô nhuận bọn người xa xa theo ở phía sau hoa dương nhìn ngươi mặt thật tốt trên thân nhưng có thụ thương trần kính tông trên lưng bị chui đau của người khác đâm một chút hiện tại còn có chút đau khả năng thanh đi hoa dương đã có chút nghĩ mà sợ lại không biết rõ vì sao là chui đau thật đánh lên quân địch cũng nên cầm đau lưỡi đau đối hắn trần kính tông thở dài một hơi hướng trên núi vận tảng đá thời điểm ta đi lên cái kia binh đi xuống dưới lòng bàn chân hắn trượt ta đi đỡ hắn không khéo liền bị bên hông hắn chui đao đâm hoa dương trần kính tông gặp nàng một bộ bị nghẹn lấy dáng vẻ tới gần nàng một bước thế nào ngươi thật đúng là ngóng trong ta thụ thương a hoa dương trừng hắn trần kính tông xuống núi cùng quân địch giao chiến thời điểm muốn nguy hiểm nhiều bốn phương tám hướng đều là người cái này vung mạnh đao cái kia đùa nghịch thương còn có người ở phía xa bắn tên ta liền nghĩ ta nhưng không xảy ra chuyện gì không phải ngươi nên cao hứng sự tình khác bên trên hắn miệng không có ngăn cản hoa dương đều có thể tha cho hắn duy chỉ có đối với chuyện này không thể nàng thật sự tức giận dừng bước lại âm thanh lạnh lùng nói ngươi lại nói lung tung một chữ về sau mơ tưởng lại tới gần ta trong vòng ba bước trần kính tông nâng trong cao thủ đèn lồng mờ nhạt ánh đèn chiếu sáng nàng treo băng sương mặt thấy rõ ràng trần kính tông một bên hạ thấp đèn lồng một bên bảo đảm nói được ta không nói cái kia Hoa Dương nhìn về phía sau lưng, còn có việc sao? Không có ta trở về, ngươi cũng ngủ sớm một chút đi. Trần Kính Tông dùng đèn lồng cản ở trước mặt nàng, nhìn xem nàng hỏi, còn có một vấn đề, nhưng ngươi phải thành thật trả lời ta, không thể nói láo. Hoa Dương, vấn đề gì? Trần Kính Tông, ngươi thề trước, nói láo sẽ béo 10 cân. Hoa Dương, nàng nhấc chân liền hướng đi trở về. Trần Kính Tông, được được được, không cần phát thệ, ngươi trả lời ta là được hoa dương không nói lời nào trần kính tông ta là muốn hỏi ta trên chiến trường thời điểm ngươi có muốn hay không ta hoa dương không cần nghĩ ngợi không có trần kính tông ngươi nhìn ta liền biết ngươi sẽ không thành thật trả lời hoa dương biết ngươi còn hỏi trần kính tông đây không phải vất vả một ngày muốn nghe ngươi nói câu dễ nghe hoa dương thỏa mãn đi cái khác các tướng sĩ vào sinh ra tử liền cái thân nhân đều không gặp được ngươi chí ít còn có thế nhìn thấy ta trần kính tông ngươi cũng không phải thân nhân không đợi hoa dương trừng đi qua trần kính tông đột nhiên tới gần mặt của nàng tại bên tai nàng nói ngươi là vợ ta hoa dương quay đầu bên cạnh trong doanh trướng điểm đèn bên trong không biết là ai ngay tại thoát y váy động tác kia cùng sau đó lộ ra ngoài vai rộng hẹp eo thanh thanh sở sở rơi vào doanh trướng bên trên hoa dương lập tức thu tầm mắt lại trần kính tông cũng chú ý tới khinh thường xùy âm thanh ngươi đi ta doanh trướng bên ngoài đi một lần ta thoát phải đẹp hơn hắn, hoa dương, nàng đi được càng nhanh, Trần Kính Tông một mực đem nàng đưa đến trưởng công chúa doanh trướng bên ngoài, hoa dương đi vào trước đó, liếc hắn một cái, gọi hắn chờ một lát lại đi, Trần Kính Tông ngay tại đứng ở cửa, chu cát, ngô nhuận cũng đều tại, cái này hai đều là hoa dương tâm phúc, đối hoa dương trung thành tuyệt đối, Trần Kính Tông đối bọn hắn không có ác ý, nhưng cũng không có lời gì có thể nói, không bao lâu, Triệu Vân ra tới, trong tay bưng lấy một cái hộp, dặn dò trần kính tông nói công chúa gọi ngài trở lại doanh trướng lại nhìn trần kính tông mắt nhìn bên trong trướng bên kia tiếp nhận hộp đi về phần ánh đèn vấn đề đêm đầu xây dựng cơ sở tạm thời trần kính tông liền nhắc nhở qua nàng hoa dương muốn làm cái gì thí dụ như tắm rửa thay quần áo đều là tắt đèn lại đến trần kính tông doanh trướng cách nàng bên này cũng không xa phú quý đã sớm chuẩn bị tốt một thùng nước thấy chủ tử cầm trong tay một cái nhìn liền rất tìm tòi nghiên cứu hộp đoán được là công chúa tặng phú quý cười hắc hắc, công chúa đối với ngài thật là tốt, Trần Kính Tông trực tiếp đi bên trong trướng, phú quý vừa muốn đuổi theo, Trần Kính Tông nói, ngươi đi bên ngoài trông coi, phú quý vụn trộn biểu môi, ngoan ngoãn lui xuống, Trần Kính Tông ngồi vào bên cạnh bàn, đưa lưng về phía đèn đồng mở ra hộp, phát hiện bên trong hai dạng đồ vật, một cái là nàng đêm nay mới mang qua khu trùng hương bao, màu trắng gấm mặt, một cái là bình lưu thông máu hóa ứ thuốc cao. Trần Kính Tông nắm lên khu trùng hương bao, phóng tới dưới mũi mặt ngửi ngửi, có chút bạc hà lá mùi vị, dù sao nếu như hắn là con mũi, cái này mùi vị tuyệt đối ngăn cản không được hắn hướng trên người nàng ninh. Trần Kính Tông đem hương bao treo ở đầu giường, cởi một thân mùi mồ hôi nhi áo tràn quần áo trong, Trần Kính Tông nhanh chóng lau một lần, hắn cũng không có hoàn toàn lừa gạt hoa dương, bên hông xác thực nhiều cùng một chỗ máu ứ động, chẳng qua không phải người của mình đụng, mà là trong bạn quân một cái tiểu tướng lĩnh đánh cho quá liều mạng, đầu thương đều đoạn mất, còn tại trước khi chết đâm hắn một chút. Đây là Trần Kính Tông lần thứ nhất tự thân tới chiến trận, lần thứ nhất lúc nào cũng có thể mất mạng. Trong kinh thành người người đều kiên kỵ hắn là phò mã là thủ phụ nhà tứ công tử, phản quân sẽ chỉ gấp hơn lấy giết hắn lập công. Ngồi vào trên giường, Trần Kính Tông mở ra thuốc cao cái nắp, đào một đoàn, cúi đầu bôi đến chỗ kia máu ứ động bên trên. Thuốc cao thanh thanh lương lương, Trần Kính Tông lại thất thần, tưởng tượng thấy là nàng ngồi ở bên người, một bên đau lòng nước mắt đầm đìa, một bên ôm ôm nhu nhu giúp hắn sức thuốc, hình ảnh kia, để khóe miệng của hắn hiện lên một vòng cười, cười cười lại lắc đầu, cũng không biết đời này có thế không thể nhìn thấy nàng vì hắn nước mắt đầm đìa một lần, dài công chúa phủ doanh trướng, triều vân, triều nguyệt đem đèn tắt, lại trong bóng đêm phục thị công chúa tắm rửa, dù sao cũng là quân doanh, hoa dương không dám ở trong thùng tắm lưu luyến quá lâu, rửa sạch liền mau mặc vào y phục, nhớ tới cái kia túi tiền còn không có khâu tốt, mà ngày mai và nói qua sau Trần Kính Tông liền lại muốn đi đánh trận, Hoa Dương để bọn nha hoàng một lần nữa điểm lên đèn, Triều Nguyệt khuyên nhủ, công chúa ngày mai lại nói tiếp khâu đi, trong đêm thiêu thù may vá dễ dàng tổn thương con mắt, Hoa Dương trồng mắt đi châm, vậy liền đem đèn chuyển gần chút, trúc báo bình an, nào có báo một nửa liền để xuống, lúc này trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, Hoa Dương chỉ dùng nửa canh giờ, liền đem phía sau đều thiêu tốt, khâu tốt, tiếp núi duy nhất, chính là nàng nữ công thật không quá đi nên tinh tế lá trúc bị nàng theo viên viên mập mạp cũng không thông báo sẽ không bị trần kính tông chế dẻo hôm sau hoa dương sớm đuổi triều vân đến trần kính tông trước trướng đưa hộp trần kính tông vẫn là về bên trong trướng mình nhìn lục lụa tinh xảo túi tiền bên cạnh còn có một trang giấy phía trên là chữ viết của nàng nhặt được đưa ngươi trần kính tông đem còn không có hắn lòng bàn tay lớn túi tiền lật qua lật lại tường tận xem xét nhiều lần liền cái này thượng đẳng tơ lụa không phải tùy tiện liền có thể nhặt được, còn có nàng đường may, cho dù đem lá trúc theo thành như thế, cái này cây trúc vậy mà cũng theo chủ tử, để lộ ra mấy phần kiêu căng, phản phất nó dáng dấp béo cũng là trong rừng đẹp nhất trúc, Trần Kính Tông dơ lên túi tiền, hung tận hôn một cái, chương 116, đối phó dự vương phản quân, lăng nhữ thành tiên binh hậu lễ, mai phục qua phản quân về sau, hắn lại phái sứ thần đi phản quân đại doanh đi một chuyến thông báo dự vương ngày mai hoa dương trưởng công chúa muốn cùng hắn hòa đàm. Màn đêm buông xuống, dự vương trong doanh trướng, cảnh vương, chủ soái quách kế tiên đều tại, mới ăn một trận đánh bại, quách kế tiên vẻ mặt nghiêm túc, cảnh vương sắc mặt cũng khó nhìn, dự vương thì là bị hù dọa. Phía trước mấy ngày đại quân đánh đâu thắng đó, dự vương nằm mơ đều là mình ngồi lên long ỷ nhưng hôm nay thảm bại, dự vương mộng đẹp nháy mắt biến thành ác mộng, triều đình sứ thần rời đi về sau, dự vương nhìn xem trong tay công văn, bị một mặt thịt mỡ chen lớn sắp biến thành hai cái khe hở mắt nhỏ lặng lẽ hướng cảnh vương liếc đi, mặc dù hắn không nói gì, nhưng lùi bước ý tứ đã thanh thanh sở sở biểu đạt ra đến, cảnh vương phát ra cười lạnh một tiếng, hiền chất hẳn là coi là, thích thái hậu thật chịu thả ngươi, dự vương thầm nói, cái này văn thư bên trên viết rõ ràng, nàng dám nuốt lời, chẳng phải là để thiên hạ bách tính phỉ nhổ, cảnh vương, hiền chất thật sự là quá ngây thơ, thích thái hậu quen sẽ dùng loại này mánh khóe hiền chất tinh hay không ngươi thật đầu hàng thích thái hậu tự nhiên sẽ tại đám đại thần trước mặt làm bộ làm tịch nhưng cái nhóm này văn thần sẽ dùng nước bọt mắng chết ngươi chết đuối ngươi sẽ dùng bọn hắn ba tất không nát miệng lưỡi khẩn cầu thích thái hậu trị tội ngươi đến lúc đó thích thái hậu có bậc thang nàng sao lại cho ngươi thêm lưu đường sống cho dù công khai bảo trụ mệnh của ngươi cũng sẽ đem ngươi giam cầm quay đầu đều không cần nàng tự mình động thủ ám chỉ thuộc hạ làm chút tay chân liền có thể đưa ngươi đi dưới mặt đất cùng tiên đế phụ tử đoàn tụ dự vương, hắn lại nhìn về phía quách kế tiên quách kế tiên đồng ý cảnh vương ý tứ lúc này đầu hàng có lẽ dự vương còn có một đầu sinh lộ hắn cái này phản tướng tất nhiên là tru diệt cửu tộc hạ tràng thắng bại là chuyện thường binh gia vương gia không cần phải lo lắng vương gia dưới trướng vẫn có 17 vạn đại quân chỉ cần đánh tan lăng nhữ thành 10 vạn đại quân, quá võ ấp liền có thể tiếp tục bắt thượng kinh thành dễ như trở bàn tay. Lúc trước quách kế tiên đề nghị cảnh vương lui binh, lúc này đã không có đường lui, vậy cũng chỉ có thể vượt khó tiến lên. Ở sâu trong nội tâm, quách kế tiên cũng muốn thử xem hắn cùng lăng nhữ thành giao phong, đến tục cùng sẽ hô chết vào tay ai. Dự vương bị hai người thuyết phục, khi ngày mai hòa đàm, cảnh vương, cái gì hòa đàm, đơn giản là mặt mũi sống thôi, hoa dương trưởng công chúa có thể khuyên ngươi đầu hàng, ngươi cũng có thể khuyên nàng bỏ gian tà theo chính nghĩa nàng hẳn là tiên đế thân sinh quốc nhục tiểu hoàng đế nhưng chưa chắc là ngươi gọi nàng chớ có vì họ khác người móc tim móc phổi đem tổ tông giang sơn chấp tay nhường cho người dự vương ánh mắt sáng lên đúng vậy a à, nếu như nàng chịu hiệu lệnh lăng nhữ thành đại quân tìm nơi nương tựa tại ta vậy ta còn có gì phải sợ cảnh vương đầu óc không có nhiều cũng rất sẽ làm mộng đẹp hổ tai núi cùng võ ấp huyện thành bên trong ở giữa là một mảnh bằng phẳng bát ngát khu vực hôm sau buổi sáng Dự vương xuất lĩnh 17 vạn phản quân cùng Lăng Nhữ Thành xuất lĩnh 10 vạn đại quân, tại cái này Lý Chính tướng mạo gặp, hai quân cách xa nhau một dặm khoảng cách, ở giữa đã dựng thẳng lên một mặt hoa cái, bày một tấm bàn trà hai tấm chỗ ngồi, bên này hoa dương cưỡi ngựa, mang theo Trần Kính Tông, Lăng Nhữ Thành tiến về hoa cái mà đi, bên kia dự vương cũng mang theo cảnh vương, quách kế tiên hướng ở giữa mà tới, rất nhanh, sáu người tại hoa cái hạ gặp mặt, Trần Kính Tông trước xuống ngựa, đến đỡ hoa dương. Hoa Dương là tự phụ, Dự Vương là quá béo, quách kế tiên đành phải cũng tới nâng hắn. Dự Vương đứng vững, hai mắt thẳng vào nhìn xem chạy tới hoa cái phía dưới Hoa Dương, toàn thân áo trắng càng có vẻ nàng thanh lệ thoát tục, phản phất hằng Nga hạ phàm. Dự Vương nghĩ thầm, tốt nhất Hoa Dương cũng không phải tiên đế thân cốt nhục, đợi hắn sự thành, cái thứ nhất liền phải sủng hạnh Hoa Dương, nhiều năm không gặp. muội mùi vẫn là tốt như vậy phong thái, đẩy ra quách kế tiên, dự vương cười hít mắt hướng hoa dương đi đến. Hoa Dương căm ghét mà nhìn xem đối diện Dự Vương, nàng nhớ kỹ Dự Vương liền phiên trước đó, mặc dù cũng béo, nhưng cũng chỉ là phổ thông phúc hậu, trên mặt còn có thể nhìn ra mấy phần hoàng tử phong thái, làm sao lúc này lại mập thành một con heo rồi, phụ hoàng thi cốt chưa lạnh, Vương Huynh lại cũng có thể cười đến như thế sáng lạng. Có thể thấy được ngươi căn bản không có đem phụ hoàng nhìn ở trong mắt, khó trách dám phát binh tạo phản, dự vương bị trong mắt nàng phỉ nhổ xem thường kinh đến, người cũng biến thành ngượng ngùng lên, kỳ thật từ nhỏ đến lớn hắn người ca ca này liền không có ở hoa dương trước mặt thuận lợi bày quá ca ca phổ mỗi lần gặp mặt hoa dương nhìn ánh mắt của hắn cũng giống như nhìn chỉ châu chấu xem thường khắc vào trong xương cốt dự vương dù không vui vẻ thời gian dài lại cũng cảm thấy không có gì ai bảo hoa dương dáng dấp cùng tiên nữ liền phụ hoàng ở trước mặt nàng đều không có một chút làm hoàng đế uy nghiêm lúc này mới gặp mặt dự vương liền rơi hạ phong cảnh vương cười lạnh một tiếng nhìn xem hoa dương nói tiên đế đang lúc tráng niên nguyên nhân cái chết không rõ dự vương vào kinh chính là phải vì tiên đế đòi cái công đạo hoa dương nhìn về phía hắn âm thanh lạnh lùng nói ta cùng dự vương nói chuyện ngươi thì tính là cái gì cũng dám xen vào cảnh vương dự vương vội vàng giới thiệu hoa dương không được vô lễ đây là cảnh vương thúc cảnh vương liền phiên thời điểm hoa dương còn chưa ra đời đâu nàng như thế nào nhận ra đời trước hoa dương ngược lại là biết cảnh vương dự vương bị tóm đến kinh thành lúc, luôn miệng nói là cảnh vương giật dây hắn, chỉ là khi đó cảnh vương đã chiến tử, quách kế tiên tại cẩm y vệ bên kia chiêu khẩu cung xác nhận dự vương mới là làm chủ, cảnh vương liền cùng hiệp trợ dự vương tạo phản mấy vị khác phiên vương đồng dạng, toàn bộ tịch thu gia sản hủy bỏ vương vị, phụ thuộc tôn thất đều phế vì thứ dân, chẳng qua đối triều đình mà nói, dự vương, cảnh vương ai là chủ mưu khác nhau cũng không lớn, trừ cảnh vương mình chiến tử mấy vị khác vương gia đều là chặt đầu hạ tràng. Khi đó Hoa Dương liên tiếp bị Phụ Hoàng Băng Hà, Trần Kính Tông Chiến Tử đã kích, cả ngày đợi tại dài công chúa phủ bên trong, nàng chỉ cần biết triều đình thắng phản quân bại, cái khác đều không có quá để ý, đợi cho nàng khôi phục tâm tình, người bên cạnh sợ câu lên nàng vong phu vẻ u sầu, cơ bản cũng sẽ không đề cập trận này phản loạn. Lúc này gặp đến cảnh vương, tráng kiện uy vũ mặt lộ vẻ tinh quang, Hoa Dương ngược lại là ẩn ẩn cảm thấy, dự vương đại khái thật sự là bị cảnh vương châm ngòi nhưng cái này cũng không trọng yếu bởi vì trận chiến tranh này thắng bại sớm đã rốt cuộc tại cha chồng mẫu hậu sớm bố cục dưới đời này dự vương cảnh vương sẽ chỉ bị bại càng nhanh nàng duy nhất phải làm chính là bảo trụ trần kính tông mệnh căn bản không có nhìn nhiều cảnh vương hoa dương ngồi vào trên ghế trực tiếp đối dự vương chiêu hàng dự vương nghe một lỗ tai chờ hoa dương không nói hắn không cam lòng yếu thế mà nói muội muội chớ có bị thích thái hậu trần đình dám che đậy dân gian sớm có hai người bọn họ cẩu thả hắn mới nói đến đây đứng tại hoa dương sau lưng trần kính tông đột nhiên nhào tới cách cái bàn một quyền đánh vào dự vương tấm kia to mọng vô cùng trên mặt dự vương hoàn toàn không có phản ứng trực tiếp bị hất tung ở mặt đất chân ghế cùng hắn hai cái đùi cùng một chỗ cao cao đối trời mà nâng cảnh vương sửng sốt quách kế tiên trước hết nhất kịp phản ứng bỗng nhiên rút ra bên hông bội đao Lăng Nhữ Thành đồng dạng rút đao, ánh mắt tiếc trẻ nhìn xem quách kế tiên, đã sớm nghe nói quách đệ uy danh, không ngờ ngươi ta lần đầu gặp mặt, đúng là bực này tình hình. Quách kế tiên tránh đi hắn ánh mắt, nhìn xem nắm lấy cảnh vương cánh tay tiếng kêu trên liên hồi dự vương, hắn cười khổ một tiếng, thu hồi bội đao, trong mắt nói, nhiều lời vô ích, chiến trường thấy a, à. nói xong, hắn cùng cảnh vương liên thủ đem dự vương cồng kền thân thể nâng lên lưng ngựa, Trần Kính Tông cũng đem hoa dương đỡ đi lên. Hoa Dương thoáng nhìn trên mu bàn tay của hắn dính máu, Trần Kính Tông cũng mới chú ý tới, chờ Hoa Dương ngồi vững vàng, hắn tùy ý hướng trên thân cọ sát, Hoa Dương không nói gì thêm, nếu không phải Trần Kính Tông kịp thời ra tay, dự vương miệng bên trong sẽ chỉ phun ra càng nhiều ô uế lời nói, chuyện xưa mẫu hậu cha chồng trên thân dội nước bẩn, cũng sẽ để nàng cùng Trần Kính Tông đồng dạng lâm vào khó chịu hoàn cảnh, trái phải hòa đàm đều là một trận mặt mũi việc, xé rách liền xé rách, tiếp xuống toàn bộ nhờ đau thương nói chuyện hai quân giao phong hoa dương trưởng công chúa xa giá tạm thời trốn vào võ ấp trong huyện thành quách kế tiên trước đó không ngờ tới triều đình năm vạn viện binh đã đuổi tới cho nên ăn một lần đánh bại lần này hắn đã sớm chuẩn bị lại thêm lăng nhữ thành bên này binh muốn thiếu trọn vẹn bảy vạn phía trước hai ngày phản quân chiếm ưu thế sau đó đại danh phủ ba phủ hơn năm vạn binh mã rốt cục đuổi tới cùng lăng nhữ thành đại quân tiền hậu giáp kích đánh phản quân một trở tay không kịp chỉnh đốn qua đi Quách kế tiên vẫn muốn đột phá vỏ ấp tiếp tục bắt thượng, làm sao mấy phen nếm thử đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Cái này, không chỉ có rất nhiều phản quân binh sĩ nhao nhao nhìn về phía triều đình quân doanh, liền dự vương đều dọa đến đầy bụi đất. Cảnh vương rốt cục tiếp nhận quách kế tiên ban sơ đề nghị, triệt binh, kinh hà nam, hồ quảng, nhập thuộc tạm thời tránh mũi nhọn. Dự vương không muốn đi, nhưng hắn căn bản không quản dùng, hoàn toàn biến thành cảnh vương tù nhân, cái gì mỹ nhân cung nữ thái giám hết thảy vứt xuống lăng nhữ thành đương nhiên muốn dẫn binh truy sát trước khi lên đường trần kính tông cưỡi ngựa chạy về võ ấp huyện thành đi vào hoa dương tạm thời ngủ lại dịp trạm nói với nàng hòa đàm không thành ngươi cũng không cần thiết ở lại chỗ này nữa đợi lát nữa liền mang theo chu các bọn hắn hồi kinh đi hắn một thân khôi giáp thở phì phò trên mặt cũng chảy xuống mồ hôi cũng không định lưu thêm chỉ chờ hoa dương đồng ý hắn liền sẽ trở về quân doanh hoa dương thật yên lặng các ngươi khi nào khởi hành trần kính tông nhiều nhất chỉnh đốn một canh giờ hoa dương nhìn về phía chu cát lập tức chuẩn bị xe ngựa chúng ta tiếp tục theo quân chu cát hơi kinh ngạc nhưng hắn cũng không có chất vấn cái gì ra ngoài chuẩn bị trần kính tông khó có thể tin mà nhìn xem hoa dương ngươi còn muốn theo quân hoa dương ta theo quân đã là vì hòa đàm cũng là thay mặt đệ đệ mẫu hậu đốc quân lấy chấn các tướng sĩ sĩ khí lúc này trở về các tướng sĩ còn tưởng rằng ta sợ cho nên lâm trận bỏ chạy không đợi Trần Kính Tông mở miệng, Hoa Dương tiếp tục nói, ta biết ngươi không nghĩ ta theo quân chịu khổ, nhưng nên chịu khổ ta đều đã nếm qua, sớm thành thói quen, ta lưu lại, tương lai bình định thắng lợi, ta còn có thế phân một phần công lao kiếm phần vinh quang, lúc này hòa đàm bại liền đi, xám xịt, chẳng phải là lộ ra ta rất vô dụng, Trần Kính Tông ánh mắt trở nên phức tạp, liền vì một phần vinh quang, ngươi ngay cả chiến trường bên trên nguy hiểm đều không để ý rồi, Hoa Dương liếc hắn một cái, cười cười, không riêng gì vì vinh quang, xuất phát trước không phải nói cho ngươi, ta theo quân, cũng là bởi vì lo lắng ngươi, nhất định phải tận mắt thấy ngươi bình an mới yên tâm, Trần Kính Tông có thế tin mới là lạ, đơn giản là nàng kiên trì muốn đi, không muốn cùng hắn tranh chấp, liền cầm loại này nghe xong chính là lời nói dối dỗ ngon dỗ ngọt qua loa hắn, hắn tức giận đến tại nhà chính bên trong chuyển mấy vòng, đột nhiên nhìn về phía một mực đứng ở một bên ngô nhuận, nàng không có trải qua chiến trường nguy hiểm, cả gan làm loạn ngươi liền không khuyên một chút, ngô nhuận trong mắt, khóe miệng hiển hiện ý cười, công chúa đợi phò mã một mảnh tình thâm, nô tỳ tự biết ngăn cản không được, cần gì phải nhiều lời, trần kính tông, chủ tớ hai cùng một chỗ cho hắn rót thuốc mê đúng không, các ngươi lui xuống trước đi, ta có lời đơn độc cùng công chúa nói, bực bội qua đi, trần kính tông đột nhiên nói, ngô nhuận nhìn về phía công chúa, thấy công chúa gật đầu, liền dẫn triều vân, triều nguyệt ra ngoài. Trần Kính Tông đóng cửa lại, quay người, đi thẳng tới Hoa Dương trước mặt. Hoa Dương nghe được hắn một thân huyết khí cùng mùi mồ hôi, thậm chí còn có bụi đất khí tức, lung tung ngổn ngang hỗn hợp lại cùng nhau. Nàng cầm khăn bịt lại miệng mũi, ngửa đầu trừng hắn. Trần Kính Tông đột nhiên nắm lên hai vai của nàng, dễ như trở bàn tay mà đem người nhấc lên. Hoa Dương cả kinh trong tay khăn đều rơi, cố gắng bảo trì khoảng cách giữa hai người, không để hắn khô giáp bên trên vết máu làm bẩn mình váy áo màu trắng. Ngươi làm cái gì? Nàng tức giận hỏi. Trần Kính Tông nhìn xem nàng trắng trắng mềm mềm hoa mẫu đơn giống như mặt, cổ họng lăn một vòng, nói giọng khàn khàn, ngươi vì ta, liền phía ngoài nguy hiểm còn không sợ, còn sợ điểm này bẩn, hoa dương, cái này căn bản là hai việc khác nhau, Trần Kính Tông, ta mặc kệ, ngươi chỉ nói có trở về hay không kinh, ngươi không trở về, ta sẽ bị ngươi một mảnh tình thâm cảm động, ta một cảm động, liền sẽ nhịn không được thân ngươi, nói, hắn dần dần tới gần hoa dương mặt hoa dương sử xuất khí lực toàn thân đẩy hắn, Trần Kính Tông trực tiếp đem người siết vào trong ngực, chăm chú trói buộc hai cánh tay của nàng, hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, có trở về hay không? Hoa dương đã không lo được trên người váy, đối đầu hắn uy hiếp mắt, nhìn nhìn lại hắn bụi bẩn mặt, hoa dương khẽ cắn môi, thấy chết không sờn nhắm mắt lại, ngươi muốn hôn liền thân đi, tóm lại ta sẽ không trở về, Trần Kính Tông, hắn thật muốn thân, nhưng cũng thật sợ nàng sẽ nhã. Về sau cũng không tiếp tục chịu cho hắn một trận, Trần Kính Tông triệt triệt để để thua ở trong tay nàng, đã thuyết phục không được nàng, Trần Kính Tông đành phải tại huyện thành nhiều chậm trễ trong chốc lát, chờ hoa dương mang theo Triều Vân, Triều Nguyệt ngồi lên xe ngựa, Trần Kính Tông lại cưỡi ngựa đi theo bên cạnh, bồi tiếp nàng cùng một chỗ hướng đại quân đóng quân phương hướng đi đến, mới là buổi chiều không lâu, liệt nhật bạo chiếu, trên đất cỏ dại đều yểu xìu yểu xìu, trên mặt lại có mồ hôi chảy xuống đến, Trần Kính Tông cũng lười đi bôi. Chỉ hướng nàng cửa sổ xe nhìn lại, yếu ớt vô cùng công chúa, đột nhiên không sợ chịu khổ cũng phải theo quân, Trần Kính Tông càng nghĩ càng thấy phải không đúng, nàng là có chút kỳ quái bản lãnh, phản phất có thế biết trước, dĩ nhiên không phải chuyện gì đều như thế, thí dụ như nàng nếu sớm có thế biết trước hắn là ai, lúc trước liền sẽ không đáp ứng Thái Hậu chỉ hôn, Trần Kính Tông chỉ có thể căn cứ lúc trước kinh nghiệm, suy đoán lần này Bình Định khẳng định sẽ phát sinh một cọc đại sự. Một cọc nàng không tiếc làm oan chính mình cũng phải thay đổi đại sự ai đáng giá nàng như thế, Trần Kính Tông trong đầu, liên tiếp hiển hiện mấy trương gương mặt, trẻ có già có, hắn âm thầm nắm chặt dây cương, chương 117, cảnh vương, dự vương mang theo mười mấy vạn phản quân vừa đánh vừa lui, lăng nhữ thành thì xuất lĩnh lấy triều đình đại quân vừa đánh vừa truy, trung tuần tháng 8, phản quân lui binh trên đường bị sớm mai phục tại này Sơn Tây, Thiểm Tây, Hồ Quảng, Sơn Đông, miền Nam năm tỉnh chung 15 vạn liên quân thống kích, hao tổn hơn phân nửa binh mã làm sao nhị vương mệnh không có đến tuyệt lộ ở nơi này, quách kế tiên binh đi hiểm chiêu, quả thực là xuất lĩnh hơn 6 vạn tinh binh tán thành nhị vương xông ra triều đình đại quân vây quanh, cũng bằng vào bọn hắn đối Hà Nam địa hình quen thuộc, mấy lần hất ra triều đình đại quân, thoát hiểm mà ra, bởi vì phản quân bại cục đã định, triều đình mệnh năm tỉnh liên quân rút về tại chỗ. Từ Lăng Nhữ Thành xuất lĩnh bắt trực lệ 14 vạn binh mã tiếp tục đuổi giao nộp phản quân, cái này một truy, liền từ tháng 8 đuổi tới đầu tháng 10. Trong lúc đó quách kế tiên nhiều lần thu xếp mấy chi trăm người tiểu đội giả bộ hộ tống nhị vương trước trốn, Lăng Nhữ Thành biết rõ có bảy lại không thể không phái ra binh mã phân lộ đi chặn đường, để phòng nhị vương thật giấu ở cái nào trong tiểu đội. Quách kế tiên loại chiến thuật này chỉ có thể hơi kéo dài triều đình đại quân tiểu trừ tốc độ, đến đầu tháng 10, phản quân 6 vạn tinh binh còn sót lại 4 vạn, tùy thời đều có thể bị một mẻ hốt gọn, cảnh vương, dự vương, quách kế tiên cũng không chịu như vậy đền tội, vẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cuối cùng, phản quân một đường sông vào phủ Nam Dương hướng Tây Bắc ngũ đóa sơn, màn đêm lại lần nữa giáng lâm, chủ soái trong đại trướng, ăn xong cơm tối, Lăng Nhữ Thành đứng tại sa bàn trước, Triệu Tắc Thanh, Hoàng Lan, Trần Kính Tông các tướng lãnh vây quanh sa bàn đứng một vòng, Lăng Nhữ Thành chỉ vào ngũ đóa sơn phía sau một mảng lớn núi non trùng điệp nói, bên này là Phục Ngưu Sơn, địa thế hiểm trở, một khi để phản quân chạy đến đi, muốn kết thúc trận chiến này ít nhất phải trì hoãn hai ba tháng, cho nên quân ta nhất định phải điều động mấy chi quân tiên phong phân lộ vây quanh Ngũ Đoá Sơn cùng Phục Ngưu Sơn ở giữa Hắc Long Đàm tập kết, nghiêm phòng tử thủ, không được lại cho phản quân bất luận cái gì sinh cơ. Chúng tướng đều nguyện tiến về, Ngũ Đoá Sơn hẳn là sẽ là bình định phản loạn trận chiến cuối cùng, Lăng Nhữ thành cố ý để Trần Kính Tông thích cẩn dạng này trẻ tuổi tướng lĩnh lập công, lại mặt khác điểm sáu cái chừng 30 tuổi chỉ huy sứ, để bọn hắn tám người các mang năm ngàn người ngày mai trời vừa sáng liền dọc theo khác biệt đường núi vây quanh địa điểm tập hợp, bởi vì đường núi gập gần thậm chí sẽ gặp phải tử lộ cần quay trở lại đổi đường, bốn vạn binh mã bảo trì khoảng cách nhất định phân tán ra, hành quân tốc độ sẽ nhanh hơn, mà lại lại càng dễ phát hiện phản quân chỗ ẩn thân, vạn nhất cái kia đội binh mã gặp được phản quân chủ lực, không muốn liều chống, thả lan yên cảnh báo, trước cùng lân cận binh mã tụ hợp, ta cũng sẽ lập tức xuất lĩnh đại quân tiến về bọc đánh, vâng. Trần Kính Tông tám vị chỉ huy làm trước tiên lui ra soái trướng, phân biệt đi thông báo mình mang vệ sở, chuẩn bị thỏa đáng, còn lại chính là nghỉ ngơi dưỡng sức. Trần Kính Tông đi trở về lúc, vốn muốn đi nói với nàng một tiếng, đã thấy trưởng công chúa danh trướng đã tắt đèn, đen kịch một màu. Trần Kính Tông lắc đầu, về danh trướng của mình, gần như hắn vừa tiến đến, mới uống một trận nước, chu cắt liền đến, tiếng danh trướng, nhìn thấy phò mã gia, Chu Cát từ nhét phình lên trong ngực lấy ra một bộ khắc trưởng công chúa thân binh thống lĩnh quan phục, đối diện lộ không hiểu phò mã gia giải thích nói, công chúa đêm nay có chuyện quan trọng cùng phò mã thương lượng, vì để tránh cho người bên ngoài hiểu lầm, còn mời phò mã giả trang thành thuộc hạ tiến về, Trần Kính Tông hiểu, không có biểu tình gì cởi một thân khôi giác ngoại bào, thay đổi Chu Cát bộ này, Chu Cát để Trần Kính Tông trước đi qua, chờ Trần Kính Tông bị ngô nhuận mời đến trưởng công chúa danh trướng. Chu Cát lại tính xong thời gian lại xuất hiện, tận trung cương vị đứng tại doanh trướng bên ngoài làm trưởng công chúa trực đêm trong trướng đen như mực chờ con mắt quen thuộc hắc ám về sau cũng có thể thấy rõ một ít sự vật triều vân triều nguyệt cái đệm giường liền bày bên ngoài trướng hai tên nha hoàng biết phò mã gia muốn tới lúc này đều đứng nhẹ giọng ra hiệu hắn trực tiếp đi vào là được trần kính tông không hiểu có loại yêu đương vụn trộm quái dị cảm giác rõ ràng bên trong là hắn cưới hỏi đàng hoàng cưới vào cửa công chúa cũng may Trần Kính Tông là cái biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc người, có trộm dù sao cũng so không có mạnh, hắn chọn màn đi vào, hoa dương ngồi ở trên giường, nhìn xem cái kia đạo cao lớn bóng đen đi tới, biết rõ khẳng định là hắn, nàng vẫn còn có chút khẩn trương, hỏi, ăn xong cơm tối sao, Trần Kính Tông đi đến nàng bên giường, nhìn nàng đen thui thân ảnh hỏi, không ăn lại như thế nào, ngươi còn cho ta làm một phần là làm gì, gặp mặt đều muốn lén lút, hắn liền không tin nàng còn có thế phân phó bọn nha hoàng đi nấu cơm cho hắn. Hoa Dương chỉ chỉ bên cạnh cái bàn, sau này ngươi sinh nhật, theo lý thuyết nên ngày mai vì ngươi chuẩn bị mì trường thọ, nhưng ta phỏng đoán ngày mai các ngươi muốn vào núi tìm kiếm phản quân, khả năng sau khi đánh xong lại ra khỏi núi, liền trước cho ngươi dự bị. Trần Kính Tông trầm mặt, sau một lát mới có hơi ngã ngớn mà nói, ta đều quên, vẫn là ngươi nhớ thương ta, thay cái thời điểm, Hoa Dương chắc chắn sẽ không thừa nhận, từ chối là ngô nhuận hoặc bọn nha hoàng tự tiện làm chủ trương thế nhưng là đêm nay nàng nguyện ý để hắn cao hứng nhanh ăn đi khả năng đều có chút dính trần kính tông không quá quen thuộc nàng dạng này đi đến bên cạnh bàn mở ra hộp cơm nhìn ra được bên trong có cái chén nhỏ hắn vô ý thức ghét bỏ nói như thế điểm không đủ ta nhét kẻ răng hoa dương ta biết ngươi nếm qua cho ngươi dự bị chén lớn sợ ngươi chống ngủ không được trần kính tông từ chối cho ý kiến bởi vì bác nhỏ hắn cũng không có tìm cái ghế ngồi một tay bưng bát một tay cầm đũa đảo mắt liền canh đều uống đến một giọt không dư thừa rửa mặt khung bên kia cái gì cũng có thu thập sạch sẽ liền lên tới đi hoa dương nằm nói trần kính tông duy nhất đáp lại là hắn đột nhiên biến nặng hô hấp hoa dương nhìn thấy hắn hai ba lần thoát y phục nhìn xem hắn đi đến rửa mặt khung bên cạnh đánh răng rửa mặt gội đầu sát bên người một mạch mà thành lung tung đem đầu tóc sáng bóng lửa làm hắn lại cho buộc ở đỉnh đầu, miễn cho đợi lát nữa tóc dài rơi xuống vướng tay khó nói. Khi hắn hướng giường bên này đi tới, hoa dương gần như có thể nghe được tiếng tim mình đập, nàng hướng bên trong xe dịch, cho dù thân phận nàng tôn quý, theo quân cũng không có khả năng đem trong phủ giường lớn hoặc cất bước giường mang ra, hiện tại dùng chính là một khung hẹp hẹp giường cây, nhổ trại lúc có thể mở ra, cắm trại lúc lại lắp lên, trần kính tông nằm lên lúc đến. Bộ này nhìn liền không quá rắn chắc giường cây phát ra két két một tiếng, hoa dương tâm siết chặt nếu không ngươi nằm ở phía dưới chiên trên nệm trần kính tông đưa nàng kéo đến trong ngực thở hổn hển nói yên tâm giường của ngươi làm sao cũng so ta bên kia rắn chắc ta kia giường mỗi ngày két 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 ngủ ba tháng vẫn rắn rắn chắc chắc ngươi cái này khẳng định sập không được lại nói ngươi cũng không có khả năng để ta làm cái gì hắn còn tại nói chuyện hoa dương đã áp vào trong ngực hắn hắn thanh âm trầm thấp từ não đỉnh truyền đến là nàng sớm đã quen thuộc thân mật Hoa Dương ôm lấy hắn, ba ngày gặp mặt, nhìn ra được hắn đen, cũng thay đổi gầy, chỉ là tay đụng phải bờ vai của hắn, mới phát hiện hắn y nguyên như trong trí nhớ như vậy tráng kiện cường tráng, trong nội tâm nàng phun trào chính là ôm nhu, Trần Kính Tông lại đột nhiên xoay người, nắm lấy nàng hai đầu cổ tay đi lên một lần, Hoa Dương không biết rõ hắn vì sao luôn yêu thích dạng này. Nếu như nói vừa thành thân thời điểm nàng sẽ căm ghét đẩy hắn, đời này nàng đã sớm sẽ không, muốn chết ta, thân một vòng, Trần Kính Tông tại bên tai nàng nói, hoa dương toàn thân đều là nóng, bắt hắn lại tay nói, ngươi ngày mai là không phải muốn vào núi. Là liền đi ngủ sớm một chút đi, Trần Kính Tông, ngươi thật muốn ta đi ngủ sớm một chút, liền không nên gọi ta tới, hoa dương, tùy tiện hắn làm cái gì, hoa dương thử cùng hắn nói chuyện, ngày mai lăng xoái cái gì thu xếp, Trần Kính Tông không yên lòng sách một lần, phát giác nàng có một lát cứng đờ, Trần Kính Tông hôn một chút nàng, yên tâm, phản quân lần này khẳng định chạy không được, chúng ta đi hắc long đàm chặn đường, càng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Hoa Dương ôm lấy hắn tay, khẽ run nói, ngươi biết ta vì sao nhất định phải đêm nay gọi ngươi tới sao? Trần Kính Tông một tay chống đỡ ván giường, tay kia cũng bất động, nhìn xem nàng cặp kia trong bóng đêm lưu chuyển lên trơn bóng châu quan con ngươi, vì sao? Hoa Dương cũng nhìn xem hắn, thấp giọng nói, trừ cho ngươi khánh sinh, quan trọng hơn chính là, tối hôm qua nhà các ngươi lão thái thái lại cho ta thác mộng. Trong mộng ngươi cũng như lăng xoáy an bài như thế, muốn đi Hắc Long Đàm, nhưng tại một cái gọi Bạch Hà lĩnh địa phương, các ngươi gặp phản quân Mai phục, nói đến đây, nàng trong thanh âm nhiều một tia ngạnh ý, Trần Kính Tông giống như chưa tỉnh, ta xảy ra chuyện rồi, Hoa Dương, ừm, ta nhìn thấy ngươi đổ vào trong vũng máu, ngươi mang đến những người kia cũng đều gặp khó, nàng hô hấp rõ ràng không đúng, Trần Kính Tông sờ về phía mặt của nàng, bước sủng, lệ kia hạt châu giống như trời mưa, liên tục không ngừng trần kính tông đưa nàng bế lên hắn ngồi nàng gối lên cánh tay của hắn hắn cầm ống tay áo giúp nàng lau nước mắt lau tới hai bên ống tay áo đều ẩm ướt một mảng lớn nàng còn khóc đâu trần kính tông dụ dỗ nói một giấc mộng mà thôi cũng không phải thật hoa dương liền không thích hắn dạng này ngữ khí làm sao không phải thật sự ngươi quên các ngươi quê quán trận kia hồng thủy quên ngươi nhị thẩm trong tay sổ sách rồi ngươi dám nói nhà các ngươi lão thái thái mất linh trần kính tông tốt 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 nàng linh nàng so thần tiên đều linh hoa dương vậy ngươi ngày mai chuẩn bị ứng đối như thế nào trong mộng viện binh đi quá muộn không thể kịp trần kính tông suy tư một lát hỏi ngươi có biết bạch hà lĩnh mai phục bao nhiêu người hoa dương ta thấy không rõ lắm lão thái thái nói bọn hắn có một vạn người ba ngàn mai phục tại hai bên trên vách đá bắn tên bảy ngàn lượng đầu chặn giết trần kính tông cái kia đơn giản ta nhiều thu xếp một vạn người chúng ta ở phía trước làm bộ trúng cạm bẫy, kia một vạn người lại làm hoàng tước, hoa dương, ngươi ở đâu ra một vạn người, trần kính tông, chúng ta cánh phải tiên phong có bốn cái vệ sở, xuất phát sau ta gọi trong đó hai cái đi theo ta, đều là sinh tử giao tình, lại thêm ngươi cái tầng quan hệ này, bọn hắn khẳng định nghe ta, vạn nhất bọn hắn không nghe, ta mặc dạng mày dày đi theo trong đó một cái vệ sở đi, lại tránh đi bạch hà lĩnh đoạn đường kia, như thường an toàn hoa dương vẫn cảm thấy không đủ an tâm trần kính tông yên tâm ta tin lão thái thái sẽ không cầm mạng của mình việc không đáng lo hoa dương còn muốn nói tiếp cái gì trần kính tông vô cùng cường thế hôn một cái tới đến cuối cùng hoa dương là sinh sinh bị hắn mệt mỏi ngủ nhưng cho dù ngủ nàng vẫn là chăm chú tựa ở trần kính tông trong ngực trần kính tông thử ra bên ngoài chuyển nàng lập tức liền theo tới đây trần kính tông cười sờ sờ nàng xốc xếp sợi tóc đoán hai tháng trong quân doanh dáng dấp đẹp mắt lại có chút phân lượng người hắn đều đoán quá, mắt thấy chiến sự liền phải kết thúc, Trần Kính Tông đều muốn tưởng là hắn nghĩ quá nhiều, hoang uổng nàng, không nghĩ tới cái kia để nàng đần độn theo quân lâu như vậy người, lại là chính hắn, chỉ tiếc không có cầm đèn, không nhìn thấy nàng nước mắt đầm đìa bộ dáng, tiếc núi qua đi, Trần Kính Tông nhìn về phía đen như mực trướng đỉnh, bạch hà lĩnh sao, hết thảy tám cái vệ sở, đại hưng tả vệ đi lại là lệch ngũ đóa sơn ngoại vi một con đường phản quân làm sao hết lần này tới lần khác liền mai phục tại hắn phải qua trên đường không sao bên ngoài vẫn là đen kịt một màu trần kính tông liền muốn ngồi dậy hắn còn phải lén lén lúc lúc lui về doanh trướng của mình chỉ là hắn vừa thử đem cánh tay từ hoa dương trong ngực lấy ra hoa dương tỉnh trần kính tông giải thích nói ta nên đi hoa dương cấp tốc khôi phục thanh minh một lần nữa ôm chặt cánh tay của hắn tối hôm qua ta nói cho ngươi sự tình ngươi đều ghi nhớ sao trần kính tông biết nàng rất để ý nghiêm mặt nói, ghi nhớ, ta nhất định sẽ từ đầu đến đuôi trở về, nhất định sẽ không để cho ngươi vì ta thủ tiết, rõ ràng là rất nghiêm chỉnh ngữ khí, nhưng Hoa Dương vẫn cảm thấy hắn đang trêu chọc làm nàng, Hoa Dương lại thẩm hắn một lần, xác định hắn ghi nhớ Bạch Hà Lĩnh địa điểm này, cùng phục binh vị trí cùng nhân số, Hoa Dương mới chậm rãi buông tay ra, Trần Kính Tông đi xuất miệng, thấu xong trở về, đưa nàng nâng lên trong ngực một trận mảnh thân. Chờ Hoa Dương đứng không vững, Trần Kính Tông bưng lấy nàng nóng lên mặt nói, "Ta như lập công trở về, ngươi phá lệ cho ta một lần." Hoa Dương không nói lời nào, "Trần Kính Tông, ngươi ứng ta, ta chính là gãy chân." Hoa Dương một tay bịt miệng của hắn, "Không cần hắn chân gãy, chỉ cần hắn thật tốt trở về, bao nhiêu lần nàng đều cho." Chương 118: Cùng Hoa Dương tạm biệt về sau, Trần Kính Tông lặng yên về doanh trướng của mình, phú quý bên ngoài trướng nằm, nghe được động tĩnh, giật mình một chút tỉnh. Trần Kính Tông gọi hắn cầm đèn. Phú Quý biết trời vừa sáng chủ tử liền đạt được phát, không dám trễ nải, lấy tốc độ nhanh nhất thắp sáng một chiếc đèn. Trần Kính Tông gọi hắn ở bên ngoài trông coi, mình ngồi ở tấm kia nho nhỏ trước bàn sách, xé một tấm hẹp hẹp tờ giấy, viết xuống 10 cái chữ nhỏ, viết xong tắt đèn, hắn giữ nguyên áo nằm đến giường cây bên trên, nghỉ ngơi nửa canh giờ, tỉnh lại trên tờ giấy bút tích sớm làm, Trần Kính Tông đem nó chồng chất thành to bằng móng tay một đoàn, bỏ vào ống tay áo thiên tài hơi sáng trần kính tông chờ tám cái chỉ huy sứ đã cả đội hoàn tất lăng nhữ thành cùng mỗi cái chỉ huy sứ đều nói riêng mấy câu đến phiên trần kính tông lúc lăng nhữ thành cười vỗ vỗ bờ vai của hắn các ngươi bên này muốn quấn đường xa nhất nhưng cũng không thể khinh địch trên đường ngàn vạn cẩn thận trần kính tông đã là thích thái hậu con rể lại là thủ phụ trần đình giám thân nhi tử lăng nhữ thành nhiều ít vẫn là cho trần kính tông một chút chiếu cố Thí dụ như lần này điều động quân tiên phong Hắc Long đàm chặn đường phản quân, tám đầu đường núi, càng đến gần ngũ đoá sơn chính giữa, càng dễ dàng gặp được dấu kín trong đó phản quân chủ lực, bên ngoài thì an toàn nhiều, chỉ là muốn bao nhiêu cuốn một đoạn đường núi, phí chút khí lực, tại lăng nhữ thành sắp thu tay lại lúc, Trần Kính Tông đột nhiên dùng sức nắm chặt hắn tay, trên mặt anh Tuấn hiển hiện trẻ tuổi quan võ thường gặp kinh cùng kiêu căng, lần này xem như lịch luyện, lần sau lại có đi theo ngài xuất chinh cơ hội còn mời ngài đợi ta cùng đợi cái khác chỉ huy sứ đối xử như nhau. Lăng Nhữ Thành một bên dùng ngón cái đè lại cái kia nho nhỏ viên giấy, một bên như không có việc gì gật gật đầu. Tám cái chỉ huy sứ phân biệt dẫn đầu 5.000 binh sĩ xuất phát về sau, Lăng Nhữ Thành lại đi dò xét một vòng cái khác đội ngũ tiến triển, sau đó về trung quân đại trướng, lui trái phải, Lăng Nhữ Thành đơn độc triển khai trần kính tông nhét đến tờ giấy, liền gặp phía trên viết 10 cái chữ, tám cái trinh sát, để phòng tối nay thông đồng với địch. Lăng Nhữ Thành nhíu mày, phản quân đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, lúc này, triều đình đại quân chỉ chờ theo công lĩnh thưởng liền có thể, cái nào đồ đần sẽ còn bốc lên tru cửu tộc hiểm đi thông đồng với địch, căn bản không có khả năng sự tình, Lăng Nhữ Thành cảm thấy Trần Kính Tông quá mức cẩn thận, nhưng hắn cho Trần Kính Tông mặt mũi, vẫn là âm thầm điều động tám cái trinh sát. Để bọn hắn lặng lẽ theo đuôi tám chi quân tiên phong, đặc biệt muốn giám sát từng cái quân tiên phong tối nay là có phải có dị động đường núi gập ghềnh, Trần Kính Tông, Mã Hồng, Lữ Thành Lương xuất lĩnh lấy đại hưng tả vệ 5.000 binh sĩ, trầm mặt mà nhanh chóng vội vàng đường. Mã Hồng cầm trong tay một tấm tối hôm qua lâm thời vẽ ngũ đoá sơn bản đồ địa hình, buổi trưa ngắn ngủi nghỉ ngơi qua đi, lại đi một đoạn đường, Mã Hồng nhìn xem xa xa dẫn trước chỉ huy sứ đại nhân, nhìn nhìn lại trong tay bản đồ địa hình, chạy tới nói, đại nhân, chúng ta là không phải đi nhầm rồi. Trần Kính Tông đoạt lấy bản đồ địa hình, nói, con đường này gần, các ngươi đều cùng nhanh lên. Mã Hồng, hắn suy đoán, đại nhân là nóng vội lập công đi. Như thế đi một canh giờ, Đại Hưng Tả vệ cùng sát vách lộ tuyến Tề Dương vệ gặp, Tề Dương vệ đám binh sĩ nhìn thấy Đại Hưng Tả vệ các huynh đệ đều rất cao hứng. Năm ngoái 26 vệ diễn đọ võ thử, bọn hắn Tề Dương vệ lúc đầu lại muốn bắt đếm ngược thứ năm, không, bởi vì trước kia luôn luôn thứ nhất đếm ngược Đại Hưng Tả vệ trước hai ván cầm điểm cao bọn hắn tề dương vệ đều tạm thời xếp tới đến ngược thứ tư, không nghĩ tới cuối cùng một ván so tài, phò mã gia lôi kéo bọn hắn đến ngược bốn cái vệ sở cùng một chỗ thắng đến cuối cùng, tề dương vệ càng là lần đầu tiên cầm tới thứ ba, xuất chinh lần này, tề dương vệ lúc trước năm vệ thân phận tham chiến, hai cái vệ sở đám binh sĩ lẫn nhau giao hảo. Tề dương vệ chỉ huy sứ địch túc cũng đem Trần Kính Tông xem như hảo huynh đệ, mặc dù 34 tuổi hắn so Trần Kính Tông trọn vẹn lớn 10 tuổi, phò mã đi như thế nào đến bên này rồi sóng vai đi ở phía trước địch túc cười hỏi trần kính tông nói không dối gạt địch huynh từ buổi sáng hôm nay bắt đầu ta cái này mí mắt phải vẫn nhảy tới nhảy lui địch túc trước đó mỗi lần xuất chiến ta nhìn ngươi đều liều tại phía trước nhất thế mà còn để ý cái này trần kính tông nhà chúng ta lão thái thái trước kia đặc biệt tin phật ta cũng thà rằng tin là có đi dù sao cũng là trận chiến cuối cùng cái này mấu chốt thật ra chút gì cũng quá oan uổng địch túc gật gật đầu, là đạo lý này, vậy chúng ta liền cùng được thôi. Trần Kính Tông, ngươi mang binh đi theo chúng ta đi bên ngoài, an toàn hơn. Địch túc lắc đầu bật cười, chỉ coi Trần Kính Tông tuổi còn rất trẻ. Bây giờ đã là mùng 7 tháng 10, ngày sớm liền rơi núi, hoàng hôn bao phủ tới, gió cũng biến thành lạnh buốt. Nửa vòng tròn mặt trăng tản ra ánh trăng như nước, làm sao bị trên núi khắp nơi có thể thấy được trừng rậm che chắn, đường núi cũng biến thành mơ hồ không rõ. Trần Kính Tông bọn người kiên trì đi đến canh một trời, lúc này mới tìm một chỗ tránh gió chỉnh đốn, bọn hắn đi là ngũ đoá sơn đông bắc phương hướng, thích cẩn chỗ kim ngô tiền vệ thì là từ ngũ đoá sơn tây nam phương hướng hướng hắc long đàm bọc đánh, thích cẩn mặc dù trẻ tuổi, lại từng có mấy lần xuất chinh kinh nghiệm, cho nên lăng nhữ thành thu xếp kim ngô tiền vệ đi ở bên trái tiên phong tới gần trong núi ở giữa đội thứ hai, vị trí này, cũng có khả năng gặp được phản quân chủ lực, ba ngày đi đường lúc thích cẩn đồng dạng đi ở trước nhất đang lúc hoàng hôn hắn cố ý dẫn đầu các binh sĩ hơi ra bên ngoài lệch chút các binh sĩ cho là hắn muốn tìm đêm nay chỉnh đốn địa điểm cũng không có chất vấn cái gì màn đêm buông xuống về sau thích cẩn leo đến trên một thân cây nơi này khoảng cách các binh sĩ đặt chân khe núi rất có một khoảng cách hắn lý do là cảnh giới 5.000 tên lính bị hắn mang mấy năm lại có mấy lần xuất chinh đồng bào tình nghĩa tự nhiên cũng không có người hoài nghi hắn có khác trách tâm ngược lại khâm phục chỉ huy sứ đại nhân gác đêm nghị lực, nhanh đến giờ tí, thích cẩn vô thanh vô tức bò xuống cây, hắn đem nặng nề khôi giáp lưu tại trên cây, chỉ mặc một thân màu đậm áo bào, trên mặt cũng được cùng một chỗ miếng vải đen, hắn hướng hoàng hôn lúc nhìn trộn đến phản quân đại doanh mà đi, gió đêm gợi lên thân cây, ào ào tiếng vang che lấp tiếng bước chân của hắn, hắn đi vội thân ảnh khi thì xuất hiện tại trên sơn đạo, khi thì bị bóng cây ngăn cản. Sau người truyền đến một tiếng rất nhỏ nhánh cây bẻ gãy âm thanh, ngắn ngủi mà đột ngột, thích cẩn bước chân không có nửa phần dừng lại, không hề cảm giác đi lên phía trước, vòng qua một mặt vách núi, thích cẩn đột nhiên về sau vừa lui, cả người dán núi mà đứng, không bao lâu, một đạo đen như mực thân ảnh lén lén, lén lúc lúc đi tới, vừa thử thăm dò thò đầu ra, đột nhiên liền đụng vào thích cẩn tới gần thân ảnh, trinh sát sửng sốt nháy mắt, thích cẩn ra tay, lưu loát vô cùng đem người bắt ra tới, một tay cài lại tay trái của đối phương. Một tay nằm ngang ở đối phương trên cổ, về sau siết đây là trí mạng ngoan chiêu trinh sát thừa dịp còn có thế phát ra âm thanh thời điểm kịp thời nói thích đại nhân nương tay ta là lăng soái phái ra trinh sát thích cẩn mặt không biểu tình có đúng không trinh sát vì sao không đi tìm kiếm phản quân ngược lại đi theo ta trinh sát tâm niệm xoay nhanh nhưng mà không chờ hắn tìm tới một hợp lý lấy cớ thích cẩn đột nhiên bẻ gãy cổ của đối phương thích cẩn đem người chết lưng đến trên thân tiếp tục hướng phía trước phản quân đại doanh đề phòng xâm nghiêm thích cẩn giữ một khoảng cách, trước cho trinh sát thả chút máu, tại hắn bên trong quần áo trong bên trên viết một hàng chữ, lại gỡ xuống trên lưng cung tiễn, hướng cách gần đây phản quân lính tuần tra vọt tới, kinh động đối phương nháy mắt, thích cẩn như lai lúc như vậy, như quỷ mị rời đi. Tuần tra phản quân rất mau đem tìm tới mũi tên cùng cái này chết đi trinh sát đưa đến cảnh vương trong đại trướng, cảnh vương lại phái người đem quách kế tiên gọi tới, về phần dự vương, tại đại quân bên trong hoàn toàn chính là cái tù phạm đại ngộ cho, cột vào trên tên. Cảnh vương đem một cái tinh tế ống trúc nhỏ đưa cho quách kế tiên, bồ câu đưa tin thường dùng loại này, quách kế tiên lấy ra tờ giấy, liền gặp phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết, ngày mai giờ tị, trần bốn quá bạch hà lĩnh, nhưng kiếp làm con tin, nhìn chữ viết hẳn là dùng tay trái viết, để tránh tờ giấy lưu lạc ra ngoài, tiết lộ chủ nhân thân phận, cảnh vương lại đẩy ra trinh sát áo ngoài, lộ ra bên trong mang chữ bằng máu quần áo trong, trên viết, người này là triều đình trinh sát, ta vì ám kỳ, về sau có thể liên thủ, quách kế tiên mặt lộ vẻ trầm tư, cảnh vương trong mắt nổi lên sói ánh sáng, Trần Kính Tông có hai trọng thân phận, nếu như chúng ta bắt sống hắn, lấy hắn làm con tin bức hiếp lăng nhữ thành lui binh, coi như hoa dương nha đầu kia, thích thái hậu, tiểu hoàng đế có thể nhẫn tâm mặc kệ, Trần Đình dám có thể nhẫn tâm lại mất đi một đứa con trai, quách kế tiên, liền sợ đây là triều đình cạm bẫy, dụ quân ta đi bạch hà lĩnh cảnh vương cạm bẫy lại như thế nào chẳng lẽ chúng ta bây giờ còn có cái khác đường sống sao dù sao đều là chết bắt lấy trần kính tông mới là duy nhất đường sống quách kế tiên nghĩ nghĩ nói cái kia cũng không thể tin hoàn toàn dạng này ta phái một vạn người đi suốt đêm đến bạch hà lĩnh có thể bắt được trần kính tông tốt nhất thật trúng mai phục vương gia thủ hạ vẫn có ba vạn tinh binh cảnh vương liên tục gật đầu kế này rất thỏa quách kế tiên nhìn xem tờ giấy trong tay nghi ngờ nói không biết đưa tin người là ai cảnh vương cười lạnh kinh thành nhiều như vậy quan có người đập trần đình dám mông ngựa cũng có người hận không thể thay vào đó có gì ly kỳ tốt ngươi nhanh đi điều binh đi để bọn hắn đi nhanh điểm sự thành người người có thưởng quách kế tiên gật đầu vội vàng rời đi cảnh vương lại phân phó tâm phúc đem bắt đến triều đình trinh sát tin tức lan rộng ra ngoài triệt để mơ hồ cái tin tức này nơi phát ra về phần trinh sát trên người huyết y cùng tờ giấy kia quách kế tiên sau khi xem xong cảnh vương liền toàn bộ đốt địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu vô luận đằng sau vị bằng hữu này có thể hay không lại ra tay giúp đỡ giữ lại dạng này một cái có thể vì tư lợi phản bội triều đình tiểu nhân hắn đều vui vẻ mà xem trần kính tông bọn người ngủ một giấc lúc tờ mờ sáng ăn chút lương khô cái này liền lần nữa xuất phát hôm nay thời tiết âm trầm mặt trời đỏ trốn ở tầng mây về sau gió lạnh hơn đi vào một chỗ đỉnh núi trần kính tông dừng bước nhìn xem trong tay bản đồ địa hình đối địch túc nói nơi này xuống dưới phía trước sơn lĩnh chính là bạch hà lĩnh ra bạch hà lĩnh lại đi 10 dặm chính là cửu long đầm địch túc hưng phấn xoa tay kia mau đi đi lần này ngăn chặn phản quân đường lui xem bọn hắn còn có thế trốn nơi nào trần kính tông nhưng ta cảm thấy bạch hà lĩnh bên kia dường như có sát khí địch túc cười được a à, tuổi quá trẻ ngươi đều có thể nhìn ra sát khí đến trần kính tông ngươi nhìn kia địa hình rất thích hợp mai phục, địch túc, nhưng phản quân bốn vạn nhân mã thật có thể nhanh hơn chúng ta chạy tới nơi này, bọn hắn sớm hướng phục ngưu sơn bên kia chạy, còn dám mai phục chúng ta, quách kế tiên lợi hại hơn nữa, hắn cũng không dám cầm bốn vạn binh cùng triều đình mười mấy vạn đại quân cứng đối cứng, lúc này đào mệnh mới là việc cấp bách, tóm lại địch túc cũng không tán thành bạch hà lĩnh sẽ có phục binh, trần kính tông cười nói, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, cho dù ngươi ta lãng phí thời giờ cũng chẳng qua là hơi chậm trễ chút công phu không có bất kỳ tổn thất nào địch túc được thôi ngươi có kế hoạch gì địch túc nguyện ý phối hợp trần kính tông cũng không đơn thuần là bận tâm hắn phò mã gia các lão nhi tử thân phận mà là trần kính tông mặc dù trẻ tuổi có đôi khi nói chuyện cũng mang theo chút không đứng đắn nhưng từ lúc trước diễn đọ võ thử đến lần này bình định chi chiến trần kính tông đã nhiều lần biểu hiện ra hữu dũng hữu mưu chỉ là hắn người này đã để địch túc xem nhẹ niên kỹ mà tâm phục khẩu phục, Trần Kính Tông lần nữa nhìn về phía Bạch Hà Lĩnh, hắn cũng không biết nàng lần này biết trước có thể hay không thật phát sinh, nhưng Trần Kính Tông thà rằng tin là có. Hắn làm nhiều như vậy chuẩn bị, là vì một khi gặp phải mai phục, hắn có thể thuận thuận lợi lợi còn sống trở về gặp nàng, không để nàng lại khóc phải như vậy hung. Cùng lúc đó, Trần Kính Tông cũng phải đối đại hưng tả vệ 5.000 tên lính phụ trách, hắn thà rằng bị lăng nhữ thành địch túc chế dẻo nhát gan lo ngại cũng phải tận lực cam đoan đại hưng tả vệ mỗi người sinh cơ nếu như kế hoạch thuận lợi bọn hắn chẳng những có thể mang theo tề dương vệ sớm lập công còn có thể lấy ra cái kia cố ý tiết lộ hắn hành tung người bạch hà lĩnh dãy núi này hai bên vách núi cũng liền cao khoảng năm trượng tiểu hài tử tùy tiện đều có thể leo đi lên ở giữa hẻm núi cũng tương đối rộng rộng một đầu dòng suối róc rách chảy xuôi trên dãy núi mọc đầy tạp cây xanh ung tươi tốt Tới gần sơn lĩnh cửa vào lúc, Lữ Thành Lương thuyết phục Trần Kính Tông nói, đại nhân, muốn hay không phái hai người đi trên núi nhìn xem, để phòng có phục binh. Trần Kính Tông khịt mũi coi thường, liền cái này nhỏ phá núi lĩnh, có thế giấu mấy người, mà lại phản quân vội vã đào mệnh, làm sao có thể còn dám mai phục chúng ta, bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian xuất phát, đừng để cái khác vệ sở trò cười chúng ta cái cuối cùng đến, thanh âm của hắn to, tự hồ là đối toàn bộ vệ sở nói. Mai phục tại trên núi phản quân mặt lộ vẻ ý mừng, chỉ cần bọn hắn bắt đến cái kia tự phụ phò mã gia, lần này liền thật không cần lo lắng triều đình đại quân. Làm đại hưng tả vệ bước vào hai bên trong vách núi ở giữa hẻm núi lúc, mai phục tại trung đoạn đỉnh núi ba 000 cung tiễn thủ nín thở ngưng thần mà chuẩn bị lên, mà mai phục tại sơn lĩnh đoạn trước năm trăm bộ binh, lặng lẽ từ cỏ hoang bụi, trong khe núi leo ra, tấp tốc hướng hẻm núi cửa vào bên này tìm hành, chỉ chờ cung tiễn thủ nhóm bắn xong tiễn bọn hắn cùng lối ra bên kia bộ binh liền cùng một chỗ đi đến sông, tiền hậu giáp kích, một màn này, bị giữ một khoảng cách tới gần Bạch Hà lĩnh Tề Dương vệ đám người thấy rất rõ ràng, canh giữ ở hẻm núi cửa vào hai bên phản quân, tựa như hai đoàn đen xì ong vò vẽ, địch túc trên cánh tay nổi da gà tất cả đứng lên, nếu như Trần Kính Tông không có chạy đến tìm hắn, nếu như Đại Hưng tả vệ Thật Lâm vào phản quân vây quanh, Hoàng Mỹ nghĩ mà sợ địch túc chia binh hai đường vây quanh cái này sóng phản quân vừa mới ẩn nút trên dãy núi, đồng dạng nằm sấp ở trên vách núi phương, chuẩn bị tốt cung tiễn, cung tiễn thủ hai bên các an sắp xếp 400, những người còn lại, tiếp tục đi bọc đánh phản quân cung tiễn thủ, như là đã biết bọ ngựa muốn bổ thiền, liền từ bọn hắn tới làm hoàng tước, trong hạp cốc, đại hưng tả vệ đã đi tới trung đoạn, đột nhiên, trái trên sườn núi phương truyền đến một tiếng to rõ huyết sáo, tiếng còi còn tại trống rỗng trong sơn cốc quanh quẩn, Từng cái cung tiễn thủ đã toát ra thân ảnh, Trần Kính Tông, bày trận, đã sớm chuẩn bị đại hưng tả vệ cấp tốc tập kết tại trong hẻm núi ở giữa, các binh sĩ lên đỉnh đầu, bốn phía dựng thẳng lên không gì phá nổi tấm thuẫn, ngăn trở hai bên lộn xộn rơi mưa tên. Hẻm núi hai đầu truyền đến tiếng chém giết, phía trên vách núi cũng có chém giết động tĩnh. Tề Dương vệ các huynh đệ đã ra tay, lên làm phương đã không có phi tiễn. Trần Kính Tông mắt nhìn từ hẻm núi lối ra bưng sông tới phản quân, cười cười chỉ hướng cửa vào đầu kia nói, rút lui, đại hưng tả vệ các tướng sĩ quơ trong tay đại đao, quay đầu đánh tới, lối ra bên kia phản quân còn cho là bọn họ thật muốn trốn, đuổi đến càng nhanh, nhưng lại không biết lối vào 3.500 phản quân vừa ăn một đợt tề dương vệ mưa tên, chết tử thương tổn thương, sau đó đại hưng tả vệ 5.000 tinh binh liền giết tới, trên đỉnh núi phương, địch túc xuất lĩnh tề dương vệ huynh để giết sạch phản quân cung tiễn thủ về sau, lại đưa dưới đáy vừa chạy đến trung đoạn phản quân một đợt mưa tên, bắn xong tiễn, bọn hắn lại chạy đến hẻm núi lối ra kia bưng, đi theo phản quân phục binh bước chân đi đến sông, cùng giải quyết xong một đợt khắc phục binh đại hưng tả vệ cũng tới cái hai đầu chẳng giết, làm một sợi ánh nắng xuyên phá tầng mây, trong hẻm núi chiến đấu cũng kết thúc, từng cổ phản quân thi thể đang nằm ở giữa, có đổ vào suối nước bên trong, nguyên bản trong veo thấy đáy dòng nước đều bị máu tươi nhiễm đỏ, chiến trường chém giết cho dù phe thắng lợi cũng sẽ có thương vong. Đại hưng tả vệ, tề dương vệ đều tổn thất một chút huynh đệ, cao đại tráng trên cánh tay chịu một đao, dựa vào vách đá mà ngồi, một bên để đồng bào vì hắn băng bó, một bên nghiêng đầu cùng bên cạnh thương binh nói chuyện phiếm. hắn còn tại cười, phản phất điểm ấy tổn thương không đáng kể chút nào. Trần Kính Tông thu tầm mắt lại, nhìn về phía hai tay bị trói quỳ trên mặt đất phản quân tướng lĩnh, ai phái ngươi tới, phản tướng trắng chặt răng. Trần Kính Tông trên tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh chủy thủ, hắn vây quanh đối phương sau lưng, đi kéo phản tướng ngón tay, phản tướng thủ đoạn bị trói, ngón tay vẫn có thể động, phát giác Trần Kính Tông ý đồ, hắn hung tợn nắm chặt nắm đấm, nhưng Trần Kính Tông vẫn là đem tay phải hắn ngón út kéo ra ngoài, một tay chăm chú nắm chặt, một tay dùng lưỡi đao thái thịt chậm rãi trong triều ở giữa dùng sức, phản tướng suốt mồ hôi tráng, làm lưỡi đao lâm vào hắn ngón út ba thành lúc, phản tướng đột nhiên kêu to một tiếng một bên ra sức dãy dụa né tránh trần kính tông tay, một bên đại hãn rơi mà nói, là quách soái, quách soái phái ta đến bắt ngươi, trần kính tông vuốt vuốt chủy thủ, nhìn chầm chầm hắn hỏi, quách soái như thế nào biết được ta sẽ ở chỗ này trải qua, một mực đứng ở bên cạnh nhìn địch túc thần sắc nghiêm nghị, đáy mắt nổi lên lửa giận. Các tướng sĩ không sợ chết, lại sợ bị người từ phía sau lưng đâm đao, cũng hận nhất dạng này phản đồ, phản tướng, quách soái bắt đến các ngươi một cái trinh sát, đây đều là từ trinh sát miệng bên trong thẩm ra tới, Trần Kính Tông, các ngươi ở nơi nào gặp phải trinh sát, hắn triển khai tấm kia đơn giản bản đồ địa hình, để phản tướng xác nhận, phản tướng một mặt mồ hôi và máu, hắn dùng lực nháy mấy lần con mắt mới rốt cục có thế thấy rõ ràng, Trần Kính Tông buông ra hắn một cái tay, phản tướng chỉ tại tối hôm qua bọn hắn hạ trại địa phương, Trần Kính Tông một lần nữa đem hắn trói lại, cầm bản đồ địa hình đi tới một bên, địch túc theo tới, cao mày, thấp giọng nói, vị trí kia, đại danh phủ khai châu vệ, kim ngô tiền vệ cũng có thể trải qua, không phải là bọn hắn điều động trinh sát bị bắt rồi, cùng triều đình bên này ra phản đồ so sánh, địch túc càng muốn tin tưởng là bị bắt đi trinh sát không có cốt khí, tiết lộ quân tiên phong lộ tuyến, trần kính tông liếc hắn một cái, trong mắt nói, có khả năng, chờ chúng ta tại hắc Long đàm tụ hợp, hỏi một chút bên nào thiếu trinh sát liền biết, chỉnh đống qua đi. Hai cái vệ sở mang lên thương binh tiếp tục xuất phát, chờ đại chiến kết thúc, lại đến thay huynh đệ đã chết nhặt xác, không nghĩ tới bọn hắn mới đi ra khỏi Bạch Hà lĩnh, nơi xa đột nhiên có sương mù dâng lên, sương mù lên ở vào Ngũ Đóa Sơn tới gần Hắc Long Đàm khu vực, phản quân chủ lực hẳn là là ở chỗ này. Trần Kính Tông, địch túc vội vàng mang binh tiến về, bọn hắn lúc chạy đến, cái khác mấy đường quân tiên phong đang cùng ba vạn phản quân chém giết, có thể một đường chạy trốn tới nơi này phản quân tất cả đều là tinh nhuệ, nhưng triều đình cái này mấy đường vệ sở cũng đều là tinh binh trừ ban đầu đụng vào phản quân hai cái vệ sở thương vong thảm trọng đợi còn lại sáu vệ trước sau chạy đến phản quân liền dần dần ở vào hạ phong giết địch là thứ nhất sự việc cần giải quyết trần kính tông nhắm ngay cảnh vương quách kế tiên phương hướng mà đi quách kế tiên là mãnh tướng cảnh vương cũng thân thủ không tầm thường nhận ra trần kính tông về sau quách kế tiên vứt xuống bên người mấy cái triều đình tướng lĩnh cầm thương hướng trần kính tông phương hướng mà tới trần kính tông nghe nói ngươi bắt một cái trinh sát quách kế tiên, đúng vậy a, à, đáng tiếc phái một vạn tinh binh, vậy mà cũng không có bắt sống phò mã, hai người nói chuyện, thương trong tay vẫn luôn không có ngừng quá, quách kế tiên hơn 40, thắng ở kinh nghiệm đối địch phong phú, trần kính tông kinh nghiệm bên trên không bằng hắn, lại thắng ở đầy đủ trẻ tuổi, hai cái đồng dạng tráng kiện cường tráng tướng quân, thương pháp khó phân sàng sàng nhau thời điểm, so chính là thể lực, tâm tính, trần kính tông đầy đủ trầm ổn, Quách kế tiên cố ý lộ ra sơ hở hắn một mực không để ý tới, lại cũng sẽ không bỏ qua mỗi một cái có thế chế địch cơ hội. Vương gia, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, quách kế tiên bỗng nhiên lui ra phía sau mấy bước, phân tâm nhìn lại, cảnh vương thương trong tay đoạn mất, bị địch túc bọn người vây quanh. Địch túc bọn hắn đều muốn bắt sống cảnh vương, cho nên, làm cảnh vương xuất ra một cây chủy thủ chống đỡ tại trên cổ, địch túc bọn người ngược lại lùi bước, ý đồ dùng ngôn ngữ thuyết phục hắn, cảnh vương cất tiếng cười to, thắng làm vua thua làm giặc, chết có gì đáng sợ. Để ta đi kinh thành quỳ một cái nhũ xú vị can đích tiểu nhân, tuyệt đối không thế, nói xong, cảnh vương xa xa cùng quách kế tiên liếc nhau, bỗng nhiên vung lên chủy thủ, máu tươi phun tung tóe mà ra, quách kế tiên vô ý thức nhắm mắt lại, nhưng vào lúc này, trần kính tông thương đến, một cái đánh bay quách kế tiên thương, lại chống đỡ đối phương ngực. Quách kế tiên cười khổ, quỳ xuống, vương gia có thể chiến tử, hắn nhất định phải còn sống, chỉ có ấn định dự vương là tạo phản chủ mưu, tỷ tỷ cùng cháu trai nhóm mới có một chút hy vọng sống, cảnh vương tự sát, dự vương bị bắt sống, quách kế tiên đầu hàng, còn lại phản quân tự nhiên cũng đều buông xuống đau thương, thẳng đến lúc này, Trần Kính Tông mới có rảnh rảnh đi tìm một thân ảnh, Kim Ngô tiền vệ là trước hết nhất gặp được phản quân, mặc dù bọn hắn ngay lập tức thả lan yên, chờ viện binh đuổi tới, kim ngô tiền vệ 5.000 người cũng chỉ thừa hơn 1.000, thích cẩn trước đó liền đã thụ thương, đau khổ chèo chống đến viện binh đến, hắn trên bả vai lại trúng một tiễn về sau, kiệt lực mà ngất đi, Trần Kính Tông đi vào kim ngô tiền vệ chỉnh đốn chỗ, đến lúc này, kim ngô tiền vệ chỉ còn 300 người, người người đều mang thương. Thích cẩn đã tỉnh, máu nghe khắp người dựa vào đồng dạng nhuốm máu thân cây, bả vai trái bên trên còn cắm một chi mũi tên gãy, nhổ tiễn hung hiểm, Hắn nhất định phải chờ đến trở về đại doanh khả năng chẩn trị, ánh mắt của hắn trầm trọng nhìn xem chung quanh 300 thuộc hạ, thẳng đến Trần Kính Tông ngồi sổn ở trước mặt hắn, thích cẩn mới phản phất vừa mới phát hiện hắn đến. Lăng xoái nói qua, gặp được phản quân chủ lực không thể cùng nó giao phong, thích đại nhân vì sao bất tuân quân lệnh, Trần Kính Tông bôi một chút thích cẩn đầu vai máu, thấp giọng hỏi, thích cẩn gượng cười, trong mắt nói, không phải chúng ta bất tuân quân lệnh, là phản quân sớm có mai phục chúng ta chỉ có thể giết ra một đường máu, Trần Kính Tông, lấy năm 000 đối ba vạn, ngươi thật đúng là mạng lớn, thích cẩn, toàn bộ nhờ viện binh tới kịp thời, trong lòng lại nói, cũng vậy. Chương 119, Trần Kính Tông chờ quân tiên phong áp lấy dự vương, quách kế tiên cùng một đám hàng binh hướng ngoài núi lui lúc, nửa đường gặp lăng nhữ thành xuất lĩnh đại quân, bình định cuối cùng kết thúc, sĩ khí tăng vọt, chỉ là kim ngô tiền vệ, khai châu vệ tổn thất nặng nề, nhất là kim ngô tiền vệ gần như toàn quân bị diệt thích cẩn lại bản thân bị trọng thương lăng nhữ thành không tránh khỏi muốn bỏ chút thời gian an ủi mãi cho đến màn đêm buông xuống đại quân tại một chỗ khe núi xây dựng cơ sở tạm thời sau buổi cơm tối lăng nhữ thành mới rốt cục có một mình thời gian một mình hắn đợi gần một canh giờ mới thừa dịp lúc ban đêm như vẫy mực mệnh tâm phúc thủ vệ bí triệu trần kính tông tới gặp trong soái trướng chỉ chọn một chi đốt phải chỉ còn gần nửa đoạn đỏ sát Trần Kính Tông lúc đi vào, phát hiện trong trướng chỉ có Lăng Nhữ Thành một người, ngũ tuần niên kỹ chủ soái bỏ đi khôi giáp, chỉ mặc một bộ một mặt vô cùng màu đậm trường bào, nhìn thấy Trần Kính Tông, Lăng Nhữ Thành vẫy tay, ra hiệu trẻ tuổi phò mã gia ngồi vào bên cạnh hắn, Trần Kính Tông ngồi quá khứ, Lăng Nhữ Thành chỉ vào trên bàn thấp hai bát rượu nói, lớn tuổi, rượu cũng không thể uống nhiều, chỉ cái này hai bát, chúng ta một bên chậm rãi uống, một bên chậm rãi trò chuyện, hắn là tiến sĩ xuất thân, trên thân có loại quan văn nho nhã khí độ mặc vào khôi giáp lúc không rõ ràng lúc này một bộ trường bào ngữ khí hiền hòa ngược lại càng giống một vị bình dị gần gũi trưởng bối trần kính tông gật gật đầu bưng chén lên lướt qua một hơi ánh nến chiếu sáng hắn tuổi trẻ khuôn mặt anh tuấn lăng nhữ thành cùng trần đình giám là đồng khoa tiến sĩ sớm tại trần đình giám còn chỉ có thể ngưỡng vọng cái khác quan lớn lúc lăng nhữ thành liền biết hắn cho nên lăng nhữ thành rất dễ dàng tại trần kính tông trên mặt tìm được thủ phụ đại nhân lúc tuổi còn trẻ cái bóng trần đình giám trên thân có loại lẫm liệt chính khí dù là hắn nhất định phải giấu tài thời điểm trần đình giám cũng là không kiêu ngạo không tự ti lăng nhữ thành cảm thấy trần kính tông càng trương dương nhưng hai cha con trên người chính khí chính là một mạch tương thừa ta cùng các lão là bạn cũ đêm nay ta chỉ gọi ngươi tứ lang, như thế nào lăng nhữ thành cười hỏi trần kính tông có thể cùng ngài bực này nhân vật anh hùng làm bạn cũ, là lão đầu tử nhà chúng ta vinh hạnh. Nếu không phải đêm nay mật đàm không nên lộ ra, chỉ bằng Trần Kính Tông câu nói này, Lăng Nhữ Thành đều muốn cười to ba tiếng. Tứ Lan chớ có nói như vậy, ta sẽ chỉ mang mang binh, luận hùng thao vĩ lược phụ quốc chi năng, ta xa xa không kịp các lão, Trần Kính Tông, được rồi, không đề cập tới hắn. Lăng Nhữ Thành gật gật đầu, thu cười, nhìn xem Trần Kính Tông nói, lúc trước ngươi nói, phản quân là bắt đến một cái trinh sát từ trinh sát trong miệng biết được các ngươi sẽ trải qua bạch hà lĩnh cho nên mới sớm phái binh tiến đến mai phục ta đã điều tra bị bắt trinh sát tên là vương tam chính là ta dựa theo ngươi dặn dò phái đi ra giám thị kim ngô tiền vệ cái kia trinh sát trần kính tông vương tam hẳn là đêm qua bị bắt phản quân mới có sắp xếp thời gian phục binh nhưng vương tam một mực theo đuôi kim ngô tiền vệ về sau sau năm ngàn người càng che giấu không có đạo lý phản quân phát hiện trinh sát nhưng không có phát hiện kim ngô tiền vệ ngược lại phải chờ tới sáng hôm nay mới đối kim ngô tiền vệ động thủ lăng nhữ thành có lẽ phản quân đồng thời phát hiện kim ngô tiền vệ cùng trinh sát đoán được còn có cái khác quân tiên phong cho nên bọn hắn cố ý trước bắt một cái trinh sát biết được ngươi vậy mà cũng tiến núi vậy bọn hắn đương nhiên muốn đi trước bắt sống ngươi cái này phò mã gia nếu như trước đối phó kim ngô tiền vệ hoặc là cái khác quân tiên phong kinh động ngươi trước có phòng bị chẳng phải là bởi vì nhỏ mất lớn trần kính tông miếng môi lăng nhữ thành ngươi lại giải thích thế nào ngươi tại sao lại đoán được phản quân sẽ có mai phục vì sao muốn hoài nghi tám chi quân tiên phong khả năng thông đồng với địch trần kính tông ta chỉ là quá cẩn thận vì để phòng vạn nhất lăng nhữ thành nhưng kết quả cuối cùng ngươi cùng tề dương vệ lập chiến công ngược lại là kim ngô tiền vệ kém chút toàn quân bị diệt kim ngô tiền vệ cái này lớn nhất khổ chủ mới nhất có lý do hoài nghi có người thông đồng với địch lúc này nếu để cho kim ngô tiền vệ biết bị bắt trinh sát là ta phái đi theo dõi bọn hắn người người đoán bọn hắn sẽ hoài nghi ai trần kính tông nhíu mày suy tư một lát nói bọn hắn sẽ hoài nghi ngài cố ý hướng dẫn phản quân đi bạch hà lĩnh mai phục ta nhắc lại trước dặn dò ta có chỗ đề phòng cố ý cho ta cơ hội lập công bởi vì ngài cùng lão đầu tử là bạn cũ ngài làm như thế hoặc là chính ngài nguyện ý chiếu cố ta hoặc là thụ lão đầu tử nhờ vả. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng sẽ hoài nghi ngài cố ý để trinh sát tiết lộ kim ngô tiền vệ lộ tuyến, tốt mượn phản quân chi thủ diệt trừ thích cẩn. Diệt trừ thích thái hậu nhà mẹ đẻ duy nhất có thể vì hoàng thượng hiệu lực chất tử, đương nhiên, điểm ấy khẳng định là lão đầu tử sai sử ngươi làm, lăng nhữ thành thần sắc nặng nề, chính là như vậy, chuyện này can hệ quá lớn, một cái ứng đối không lắm, coi như triều đình trấn áp dự vương phản loạn, trên triều đình cũng đem nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, Trần Kính Tông trồng mắt, là ta quá lỗ mãn, đưa tay cầm cho đối phương, Lăng Nhữ Thành lắc đầu, nhìn xem hắn nói, không có quan hệ gì với ngươi, là lần này giấu ở sau lưng người quá mức âm tàn, Trần Kính Tông, ngài nhưng có hoài nghi mục tiêu, Lăng Nhữ Thành, đầu tiên, ta thu xếp tám cái trinh sát lúc, chỉ gọi bọn hắn biết mình muốn giám thị quân tiên phong lộ tuyến, nếu như Vương Tam đi theo chính là Tề Dương Vệ, hắn có lẽ có thế đánh bậy đánh bạ phát hiện đại hưng tả vệ tung tích nhưng hắn cùng chính là kim ngô tiền vệ căn bản không có khả năng gặp được đại hưng tả vệ coi như vương tam vu oan giá họa hắn cũng chỉ có thể triệu ra kim ngô tiền vệ lộ tuyến trần kính tông biết được quân tiên phong lộ tuyến lại có cơ hội cho phản quân tiết lộ bí mật chỉ có hành quân trên đường có thể phát hiện phản quân kim ngô tiền vệ khai châu vệ hai vị chỉ huy sứ lăng nhữ thành theo giám thị khai châu vệ trinh sát chỗ báo hai châu vệ toàn bộ hành trình cũng không khác động, phản đồ tất nhiên xuất hiện ở kim ngô tiền vệ bên trong, hoặc là thích cẩn, hoặc là thích cẩn dưới trướng có người nghĩ biện pháp thăm dò được tám chi quân tiên phong tuyến đường hành quân. Đêm qua người kia đi cho phản quân mật báo, vô cùng có khả năng trên đường phát hiện Vương Tam theo đuôi, bởi vậy giết Vương Tam diệt khẩu, lại đến lúc bại lộ kim ngô tiền vệ lộ tuyến, nhờ vào đó tẩy thoát kim ngô tiền vệ hoài nghi, Trần Kính Tông trầm mặt, Lăng Nhữ Thành, người có hay không nghĩ tới, giấu ở kim ngô tiền vệ bên trong người kia vì sao muốn hãm hại ngươi trần kính tông đương nhiên nghĩ tới thích cẩn ngấp nghé hoa dương diệt trừ hắn hoa dương thành quả phụ thích cẩn liền có cơ hội nhưng hoa dương đã gả cho hắn 4 năm trong lúc đó cùng thích cẩn gần như không có bất kỳ cái gì vãn lai ai sẽ tin tưởng thích cẩn sẽ vì điểm ấy nghi nữ tình trường tổn hại mấy ngàn binh sĩ tính mạng lăng nhữ thành liền căn bản không có nghĩ tới phương diện này hắn lo lắng mà nói liền sợ người kia chân chính mục tiêu là các lão, bọn hắn muốn bắt sống ngươi, lại dùng mệnh của ngươi uy hiếp các lão, các lão nếu vì mạng ngươi ta triệt binh, toàn bộ trần gia đều sẽ thành chúng mũi tên chi, các lão như vứt bỏ ngươi tại không để ý, người tóc bạc tự mình chôn vùi nhi tử mệnh, hắn phải chăng còn có tâm lực tiếp tục kiên trì hắn cải cách, trần kính tông nhìn trên bàn khiêu động hỏa diễm, thích cẩn chính là muốn hắn chết, phản quân thu xếp phục binh, đánh mới là bức hiếp lão đầu tử bàn tính chỉ là Trần Kính Tông coi như chiến tử, cũng sẽ không cho phản quân coi hắn làm con tin cơ hội. Lăng Nhữ Thành đã đem thế cục đều nói rõ ràng, nhìn xem trầm mặt thật lâu Trần Kính Tông, hắn thở dài, yếu ớt nói, nếu như bại lộ chúng ta thu xếp trinh sát giám thị tám chi quân tiên phong, bại lộ kim ngô tiền vệ điểm đáng ngờ trùng điệp, đem kim ngô tiền vệ còn sót lại 324 người giao cho Thái Hậu, Hoàng thượng thậm chí triều đình thẩm vấn. Như vậy phía sau màn thủ phạm cùng triều đình những cái kia đối các lão nhìn chầm chầm đại thần, khẳng định sẽ thừa cơ hãm hại các lão, vu hãm các lão cùng ta xuyên mưu, muốn trừ hết thích cẩn, trưởng khống thiếu đế độc tài đại quyền. Tứ Lan, triều đình đại tướng rất nhiều, không kém ta cái này một cái, ta cũng không sợ giải ngũ về quê hoặc Lan đang vào tù. Nhưng triều ta mấy đời chỉ xuất cha ngươi cái này một cái dám cùng toàn bộ một nát quan trường đối kháng trị quốc đại hiền, người ta không thể vì nhất thời khí phách, đem các lão đặt nguy địa trần kính tông minh bạch ngươi tính kết thúc như thế nào lăng nhữ thành chỉ nói ta thu xếp trinh sát lên núi tìm kiếm phản quân chỗ ẩn nút vương tam bất hạnh bị phản quân thu hoạch tiết lộ đại hưng tả vệ hành tung cái khác bảy cái trinh sát nơi đó ta đã giao phó cho đều là đáng tin người không dám nói lung tung nếu không thật truy cứu tới bọn hắn cũng khó thoát hiền nghi ai cũng không biết bọn hắn có hay không thật một mực đi theo quân tiên phong ngươi cùng tề dương vệ trùng hợp gặp được lại bởi vì đầy đủ cẩn thận mới phá giải phản quân mai phục kim ngô tiền vệ bên kia hoàn toàn là bởi vì cùng phản quân khoảng cách quá gần mới gặp bất hạnh vây công như thế chúng ta trước thả kim ngô tiền vệ người kia một ngựa đối phương có tật giật mình cũng không dám chủ động bại lộ bọn hắn hãm hại đại hưng tả vệ hiềm nghi quách kế tiên bên kia hắn không có khả năng biết là ai âm thầm cho bọn hắn đưa tin tức mà lại ngươi bắt được phản tướng cùng với các phản quân khẩu cung đều là đêm đó quách kế tiên cảnh vương bắt đến một cái trinh sát, coi như quách kế tiên lâm thời đổi giọng, cũng chỉ sẽ bị xem như vu hãm liên quan vu cáo, tứ lan, vì duy trì đại cục ổn định, chúng ta chỉ có thể trước nhìn một chút, từ đầu đến cuối, lăng nhữ thành đều cũng không nói đến hắn cụ thể hoài nghi kim ngô tiền vệ người kia, đủ thấy hắn một chút đều không muốn quá nhiều cuốn vào trong đó, trần kính tông có thể lý giải, coi như hắn biết là thích cẩn lại như thế nào. Hắn căn bản không có đầy đủ chứng cứ, nhất định phải đem kia một điểm căn bản không thể định thích cẩn tội chứng cứ lấy ra, thích cẩn như thường có thể trái lại vu hãm lăng nhữ thành cùng lão đầu tử thông đồng, liên thủ mưu hại thích thái hậu nhà mẹ đẻ. Việc này chỉ có thể đến đây, hắn chỉ có thể chờ đợi lấy thích cẩn lần sau ra tay, lại nhân tang cũng lấy được, về phần hoa dương nơi đó, căn bản không có bằng chứng, hắn có thế cùng với nàng xác nhận thích cẩn cái gì. Kim ngô tiền vệ còn sống hơn 300 người, kia hơn 300 người đều có hiền nghi, cũng không phải là chỉ có thích cẩn, cho dù hoa dương tin tưởng thích cẩn thích nàng, thích đến liền triều đình đều có thể phản bội, thích đến muốn mượn phản quân tay giết nàng phò mã cùng toàn bộ đại hưng tả vệ, về sau vì tẩy thoát ghét bỏ, thích cẩn liền đi theo hắn vào sinh ra tử kim ngô tiền vệ 5.000 binh sĩ đều có thể lợi dụng, đều có thể trơ mắt nhìn bọn hắn ủng mạng tại phản quân thủ hạ, Trần Kính Tông cũng không nguyện ý nàng biết được việc này hắn sợ hoa dương đem trong mộng hắn cùng đại hưng tả vệ nguyên nhân cái chết đổ cho nàng, hắn sợ hoa dương đem kim ngô tiền vệ 4.700 binh sĩ chết nắm vào trên người mình, nàng là công chúa, đầy đủ kiêu ngạo, nhưng cũng có cái khác hoàng thân quốc thích hiếm thấy mềm lòng, nhưng nàng không nên tự trách. Đây hết thảy căn bản không có quan hệ gì với nàng, tất cả đều là thích cẩn một người lòng lan dạ thú. Ngoài ra, Trần Kính Tông càng sợ Hoa Dương bởi vì quá tin tưởng hắn, mà đi tìm thích cẩn dằn co, hoặc là đi thích thái hậu nơi đó tố cáo, dù là hoa dương chỉ là uyển chuyển ám chỉ thích thái hậu hoặc thiếu đế xa lánh thích cẩn, bực này không cách nào giải thích nguyên nhân quá dị cử động, cũng sẽ gây nên thích thái hậu lòng nghi ngờ. Thích thái hậu lúc trước cả nữ nhi là vì lôi kéo trần gia, một khi hoa dương vì trần gia mà trái lại phòng bị mẫu tộc, thích thái hậu sẽ hoài nghi nữ nhi trúng trần gia mê hoặc, ngay ngốc đem cùi chỏ ra bên ngoài ngoặt, từ xưa đến nay, xuất giá nữ nhi chính là tình thế khó xử nàng đã không có phụ hoàng, Trần Kính Tông không thể lại để cho nàng tại mẹ ruột nơi đó tổn thương tâm, chương 120, Trần Kính Tông sau khi đi, Lăng Nhữ Thành đêm nay đều ngủ không ngon, làm một chủ soái, hắn biết rõ Kim Ngô tiền vệ có thông đồng với địch hiềm nghi, lại trở ngại triều cục không cách nào truy xét đến cùng, không cách nào còn những cái kia chết quan các tướng sĩ một cái công đạo, Lăng Nhữ Thành trong lòng rất cảm giác khó chịu, chỉ là hắn đều cái này niên kỹ. Phía sau hắn cũng có con cái tôn nhi, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, cuốn vào quyền thần cùng ngoại thích minh tranh ám đấu bên trong, huống chi, lần này kim ngô tiền vệ người kia tại ngắn ngủi một đêm liền trải tốt đường lui, lăng nhữ thành thật vạch trần đối phương, sẽ chỉ liên lụy trần đình giám, về công về tư, lăng nhữ thành đều chỉ có thế giống hắn dặn dò trần kính tông làm như vậy, nhìn, là hồ ly kiểu gì cũng sẽ lộ ra chân ngựa, hắn nhắc nhở trần đình giám âm thầm đề phòng. Liền không sợ tương lai Trần Đình giám nắm chặt không ra người kia dưới mắt Lăng Nhữ Thành có thể làm, chính là cho hy sinh các tướng sĩ luận công hành thưởng, để triều đình trợ cấp người nhà của bọn hắn, bao quát trinh sát Vương Tam, hắn cùng Trần Kính Tông, Trần Đình Giám đều sẽ ghi nhớ công lao của hắn, sẽ âm thầm trong nông nhà của hắn nhỏ. Hôm sau buổi sáng, Lăng Nhữ Thành vừa mới tỉnh ngủ, liền nghe thủ vệ đến báo, nói phò mã bệnh, nằm trên giường không dậy nổi, Lăng Nhữ Thành lấy làm kinh hãi. Bận biểu đi Trần Kính Tông doanh trướng thăm viếng, Trần Kính Tông bên này người còn thật nhiều, có cái khác chỉ huy sứ, có quân y, cũng có đại hưng tả vệ các tướng sĩ. Lăng Nhữ Thành vừa đến, vây quanh ở trước giường đám người tranh thủ thời gian vì hắn nhường ra một vị trí. Lăng Nhữ Thành liền gặp Trần Kính Tông ốm yếu nằm ở trên giường, trên trán dán cùng một chỗ gấp thành dài mảnh khăn ướt tử. Quân y vừa thay Trần Kính Tông hào xong mạch, đối Lăng Nhữ Thành nói, chủ soái không cần phải lo lắng, phò mã là thụ hàng chứng bệnh, lại thêm trên thân có chút bị thương ngoài da nhất thời mới phát nhiệt bất lực tu dưỡng mấy ngày liền có thể cái khác quan tâm trần kính tông các tướng sĩ đều nhẹ nhàng thở ra lăn nhữ thành trong lòng thở dài trần kính tông tuổi quá trẻ sao lại bởi vì một điểm bị thương ngoài da đổ xuống khẳng định là tối hôm qua tâm sự nặng nề ngủ không được ngon giấc mới bị trong núi hàng khí xâm thể làm sao tình thế như thế chỉ có thể gọi là người trẻ tuổi ủy khuất một chút dùng qua điểm tâm đại quân nhổ trại xuất phát trần kính tông kiên trì mình đi Hẳn đến lúc xế trưa, đại quân lập tức sẽ bước ra ngũ đóa sơn, Trần Kính Tông mới rốt cục thể lực không tốt, hôn mê đi. Đại hưng tả vệ người tranh thủ thời gian chuẩn bị vừa nhất tấm ván gỗ khung, từ hai cái thân thể cường tráng binh sĩ nhất lên chỉ huy của bọn hắn làm, phò mã gia ra khỏi núi, ngoài núi chính là triều đình đại doanh, lăng nhữ thành lên núi lúc, lưu lại bốn vạn binh mã ở đây đóng giữ, hoa dương đương nhiên cũng còn ở nơi này. Ngày hôm trước sáng sớm Trần Kính Tông tiến núi, từ một khắc kia trở đi hoa dương tâm liền không có một khắc an ổn quá liên quan đến trần kính tông sinh tử dù là hắn hứa hẹn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị trừ phi trần kính tông thật từ đầu đến đuôi xuất hiện ở trước mặt nàng hoa dương cũng không dám nói với mình nói trần kính tông tử kiếp đã phá hôm qua buổi sáng trong núi khói lửa bốc lên hoa dương hỏi thăm chu cát biết được nơi đó không phải bạch hà lĩnh phương hướng nếu như trần kính tông tại bạch hà lĩnh thật gặp được nguy hiểm đại hưng tả vệ khẳng định sẽ thả lan yên sau đó chính là ẩn ẩn có thể nghe trùng thiên chém giết mãi cho đến đêm qua lăng soái phái một cái cước trình nhanh nhất trinh sát đến báo nói dự vương cùng phản quân đã hàng khi trinh sát còn đơn độc đối nàng chuyển đạt trần kính tông lời nhắn nói hắn bình an không việc gì xác định trần kính tông còn sống hoa dương trong đêm cuối cùng có thể ngủ lấy hôm nay nàng cùng lưu thủ các tướng sĩ cùng nhau chờ đợi đại quân khải hoàng làm trên núi xuất hiện theo gió tung bay triển triển tinh kỳ cảm thụ được sau lưng các tướng sĩ nhảy cẩn reo hò hoa dương cũng lộ ra mấy phần ý cười đi ở trước nhất tự nhiên là lăng nhữ thành bởi vì trong núi không tiện cưỡi ngựa lần này lên núi đại quân đều là đi bộ lăng nhữ thành về sau có các binh sĩ nhấc lên hai cái tấm ván gỗ khung trong đó nhấc lên bên trái bộ kia hai tên lính thấy được nàng tăng tốc bước chân chạy tới cầm đầu binh sĩ kêu khóc nói trưởng công chúa phò mã gia bị thương, đã hôn mê, cái này một cuốn họng, cả kinh hoa dương hai chân như nhũng ra, mặc dù nàng còn không có trông thấy nằm tại tấm ván gỗ trên kệ Trần Kính Tông, cũng đã tưởng tượng ra một cái máu me khắp người hắn, ngô nhuận tỉnh táo hơn, một tay đỡ lấy công chúa, một bên phân phó kia hai tên lính, trước nhất phò mã về doanh. Tranh thủ thời gian truyền tống Thái Y, lần này hoa dương theo quân, thiếu đế gọi hai cái Thái Y cho tỷ tỷ. Một cái am hiểu chẩn trị nữ tử ẩn tật, một cái am hiểu trị liệu ngoại thương, phòng chính là tỷ tỷ tại chiến trường thụ thương. Đại hưng tả vệ hai người ngựa không dừng vó ngẩn lên lấy phò mã ra từ trưởng công chúa bên người chạy tới. Hoa dương chỉ tới kịp thoáng nhìn Trần Kính Tông máu trên khóe miệng. Đại quân đã khải hoàng, lại có cái gì so Trần Kính Tông càng khẩn yếu hơn. Hoa dương xa xa hướng lăng nhữ thành gật gật đầu, liền dẫn ngô nhuận đuổi theo Trần Kính Tông. Chu Cát vừa mới tự mình đi tiếp Tống Thái Y, một cái khác nhất tấm ván gỗ trên kệ, thích cẩn mặt không thay đổi nằm, hắn bả vai trái mũi tên gãy vẫn còn, mặc dù tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trên mặt hắn không có một chút huyết sắc. Buổi sáng nghe nói Trần Kính Tông bệnh, hắn liền đoán được Trần Kính Tông dự định, cũng chỉ có loại này mặt dày vô sĩ người, mới có thể dùng loại này hậu trạch thủ đoạn cướp đi nàng tất cả lực chú ý, thích cẩn liền không tin, Trần Kính Tông có thế chiếm lấy hoa dương một khắc hai khắc. Làm Hoa Dương phát hiện Trần Kính Tông căn bản không có trở ngại lại nghe nói bả vai hắn trúng tên, Hoa Dương có thế không đến thăm hắn, Trần Kính Tông trong doanh trướng, hai cái phụ trách nhất tấm ván gỗ khung binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí đem hôn mê bất tỉnh phò mã gia mang lên trên giường, còn không có thở một ngụm, liền nghe trưởng công chúa hỏi, phò mã tổn thương ở nơi nào, trưởng công chúa chính là tiên nữ hạ phàm nhân vật, hai người không dám nhìn thẳng, quỳ trên mặt đất, một trước một sau bẩm báo nói, chúng ta hôm qua tại Bạch Hà Lĩnh gặp được phản quân mai phục phò mã tắm máu chiến đấu hăng hái, thân trúng vài đao, thoát ly hiển cảnh về sau, ta chờ nhìn thấy Lan Yên tiến đến vây quét phản quân chủ lực, phò mã anh dũng, tự mình bắt phản quân chủ soái quách kế tiên, nhưng phò mã cùng nó lúc giao thủ cũng thụ thương không nhẹ, hoa dương chỉ nghe được tắm máu chiến đấu hăng hái, thân trúng vài đao, nàng mặt trắng như tờ giấy. Đều không biết mình là làm sao ngồi vào trần kính tông bên giường, hắn mặc trên người khôi giáp, khôi giáp bên trên tất cả đều là còn không tới kịp thanh tẩy vết máu khôi giáp mặc dù có thể đưa đến một chút phòng ngự tác dụng nhưng cũng không phải thật đau thương bất nhập trần kính tông cái này khôi giáp cũng đã phá phải không còn hình dáng lúc đầu sáng nay phò mã liền bị bệnh nhưng hắn không chịu gọi chúng ta nhấc lên không chịu để các tướng sĩ xem nhẹ nhất định phải mặc vào áo giáp ngẩng đầu ưỡng ngực tự đi ra ngoài kết quả tiêu hao thể lực rời núi trước hôn mê đi hoa dương nhìn xem trần kính tông tái nhợt lại nhiễm cho bụi cùng mồ hôi mặt ánh mắt dần dần mơ hồ Chu Cát đem Tống Thái Y mang đến, Triều Vân, Triều Nguyệt, Phú Quý cũng bưng tam đại bồn thanh thủy tới, rất nhanh, Chu Cát, Phú Quý dẫn hai tên lính quèn lui ra tới, Tống Thái Y muốn trước cởi xuống Trần Kính Tông trên người áo bào, xem xét đau trên người hắn tổn thương, ngô nhuận thuyết phục Hoa Dương, không bằng ngài về trước tránh, chờ phò mã băng bó kỹ lại đến, Hoa Dương sợ tiết lộ tâm tình của mình, chỉ lắc đầu, gọi ngô Nhượng sách đem ghế đến, nàng an vị tại đầu giường vị trí, nhìn xem tống thái y vì trần kính tông rút đi y phục trần kính tông xuất chinh lâu như vậy nhiều lần lại xông lên phía trước nhất làm sao có thể không có nhận qua một điểm tổn thương làm áo bào rút đi lộ ra hắn vết thương chồng chất bả vai cùng ngực bụng có đã kết vẫy có là hôm qua mới thêm sâu nhất một chỗ vết đau vết thương thịt đều xoay tròn hoa dương lập tức cầm lấy ngô nhuận đã sớm đưa tới khăn che mặt nghiêng đầu đi mấy tháng này nàng cùng trần kính tông không nói mỗi ngày gặp mặt cách mỗi mấy ngày luôn có thể ngồi cùng một chỗ trò chuyện nhưng mỗi lần nàng hỏi trần kính tông có bị thương hay không hắn đều một bộ thiên vương lão tử cũng không đã thương được lợi hại dạng hoa dương lại không thể gọi hắn thoát y phục cho nàng kiểm tra thực hư liền thật cho là hắn chỉ là rám đen bôn ba gầy cũng không có ăn cái gì đau khổ cho tới giờ khắc này tận mắt nhìn thấy hoa dương đương nhiên biết trận này bình định chết rất nhiều binh sĩ biết mỗi cái binh sĩ trên thân đại khái đều có dạng này vết thương so Trần Kính Tông bị thương nghiêm trọng hơn chỗ nào cũng có, càng có đếm không hết các tướng sĩ bị mất mạng tại chỗ, nhưng nàng chỉ có cơ hội trông thấy Trần Kính Tông tổn thương. Nung chiều từ bé 21 năm liền bị con mũi đốt đều muốn tranh thủ thời gian xoa thuốc kim chi ngọc diệp, đột nhiên tận mắt nhìn thấy mình người bên gối bị thương thành dạng này, gọi nàng như thế nào chịu đựng nổi, nàng còn có thể nhịn được không phát ra âm thanh, triều vân, triều nguyệt cũng bắt đầu nghẹn ngào, Tống Thái Y tâm tình phức tạp liếc qua phản phất không dính khói lửa trần gian ba chủ tớ. Hắn là thiếu đế phái tới chiếu cố trưởng công chúa không sai, nhưng Tống Thái Y mấy tháng này nhưng không có tại trong quân doanh ăn không ngồi rồi. Mỗi lần giao chiến qua đi đều sẽ mới thêm lượng lớn thương binh. Tống Thái Y giúp đỡ quân Y chia sẻ một bộ phận thương binh, cùng những cái kia đứt tay đứt chân thương thế so, phò mã trên thân những cái này quả thực là mưa bụi. Tống Thái Y thậm chí đều nghĩ mãi mà không rõ, Trước đó Phò Mã Gia nhìn tháp sắc đồng dạng, làm sao liền vì điểm ấy tổn thương bị bệnh, oán thầm về oán thầm, Tống Thái Y là vạn vạn sẽ không biểu hiện ra ngoài, chỉ một bên thay Phò Mã Gia thanh lý vết thương, một bên gọi trưởng công chúa không cần lo lắng, trừ thanh lý vết thương, Tống Thái Y thuận tiện thay Phò Mã Gia đem toàn thân vết máu mồ hôi ô đều lau một lần, thoa lên thuốc, lần nữa hướng trưởng công chúa cam đoan Phò Mã Gia không có trở ngại, Tống Thái Y mới lui ra, Trần Kính Tông còn hôn mê. Hoa Dương gọi Ngô Nhuận, Triều Vân, Triều Nguyệt tất cả lui ra. Ba người thức thời cáo lui, bên trong trướng chỉ còn hai vợ chồng, giữa ban ngày cũng không cần lo lắng cái bóng sẽ ném đến trên trướng. Hoa Dương nhìn xem Trần Kính Tông đã lau sạch sẽ lại khó nén tiều tụy mặt, nhìn xem hắn bởi vì không nên ép đến phía sau lưng vết thương mà nằm nghiêng thân thể. Hoa Dương chậm rãi sát bên hắn nằm xuống, con mắt nhìn xem hắn, tay nắm chặt hắn che kính mỏng kén tay. Trần Kính Tông khi mở mắt ra, vừa mới bắt gặp trong mắt nàng chứa đầy nước mắt bộ dáng hoa dương nàng bản năng liền muốn ngồi dậy mới chống lên bả vai trần kính tông đại thủ bao quát đưa nàng ép về trong ngực hoa dương thương thế của ngươi trần kính tông đem mặt vùi vào nàng đen nhánh mềm mại tóc dài hít một hơi thật sâu không có việc gì vết thương nhỏ không chết được hoa dương rất muốn nhéo hắn một chút nhưng hai người dán quá gấp nàng thật đưa tay loạn động có thể sẽ đụng phải hắn những vết thương kia nàng chỉ có thể mặc cho hắn ôm lấy, trách cứ, không phải nói chuẩn bị kỹ càng, làm sao còn bị thương nghiêm trọng như vậy. Trần Kính Tông, dù sao cũng là một vạn tinh binh, ta chuẩn bị lại nhiều, cũng phải chân ướt chân ráo đi giết. Hoa Dương vẫn là nghĩ mà sợ, những cái kia vết đau, tùy tiện cái kia đem đau lại chặt trọng một chút, hắn khả năng liền thật giống nàng đã từng mộng thấy như thế, triệt để ngã trong vũng máu. Trần Kính Tông sờ mặt nàng, ngươi cái này nước mắt cùng quan âm Bồ Tát cam lộ đồng dạng vì ta vẫy một giọt liền có thể ngưng đau nhiều đến mấy giọt chính là sống lâu trăm tuổi hoa dương ngươi còn có thể nói những cái này không đứng đắn có thể thấy được thật không có trở ngại vậy ta đi gặp lăng soái trần kính tông lập tức ôm chặt nàng ngươi tại ta mới có khí lực không đứng đắn ngươi vừa đi ta khả năng lại muốn đau ngất đi thậm chí dài ngủ không tỉnh hoa dương một tay bịt miệng của hắn trần kính tông thân lòng bàn tay của nàng hoa dương lùi về tay Trần Kính Tông nâng lên mặt của nàng. Hoa Dương thoáng nhìn hắn dáng không biết là máu vẫn là mồ hôi lọn tóc, nhíu mày hỏi, cái này hai đêm ngươi nhưng có xuất miệng. Trần Kính Tông theo thấp đầu của nàng, mới nói, thật đúng là tiên nữ hạ phàm, lúc nào đều không quên giảng cứu. Hoa Dương, tiên nữ có làm được cái gì, còn không phải gã ngươi như thế không người ý tứ. Trần Kính Tông, ngươi đừng oan uổng ta, ta sớm đổi những cái kia tật xấu, trên chiến trường không có điều kiện giảng cứu mà thôi. Hoa Dương hừ hừ, sau một lát hỏi, khác không khác, có đói bụng không? Trần Kính Tông, khác ngươi cho ta uống nước, đói ngươi đút ta ăn cơm. Hoa Dương, có thế ngồi dậy liền tự mình ăn. Trần Kính Tông, không ngồi nổi đến, đời này đại khái liền hôm nay có thể sai khiến ngươi một lần, ngươi không giúp đỡ ta thà rằng chết đói. Hoa Dương, nàng ngồi trước lên, chỉnh lý tốt váy áo, lại gọi canh giữ ở phía ngoài triều nguyệt đi nhà bếp làm điểm ăn ngon. Bên trong trướng liền có nước, nàng rót một chén, ngồi ở mép giường cho ăn trần kính tông người sinh bệnh thời điểm kiểu gì cũng sẽ đạt được một chút ưu đãi huống chi là vừa mới tránh thoát tử kiếp phò mã ngoài trướng ngô nhuận mặc dù không có tận lực lắng nghe động tỉnh bên trong nhưng cũng có thế tưởng tượng phò mã cùng công chúa ân ái chung đụng tình hình cho nên cứ việc biểu công tử bị thương rất nặng tại công chúa mình rời đi phò mã bên người trước đó hắn cũng sẽ tạm thời giấu giếm biểu ca biểu ca dù sao không phải anh ruột tại cái này quân doanh vào giờ phút này, không có người nào có thế vượt qua phò mã tại công chúa trong lòng phân lượng, một tòa khác trong doanh trướng, quân y đã thay thích cẩn thanh lý quá vết thương, tùy thời đều có thể nhổ tiễn, mũi tên tại trong thịt lưu thêm một hồi, tại thích cẩn mà nói liền nhiều một phần nguy hiểm, ánh mắt lần nữa đảo qua một vòng doanh trướng, thích cẩn trong mắt, nhìn xem dưới chân nói, bắt đầu đi, quân y đưa qua cùng một chỗ sạch sẽ bần, thích cẩn không cần, quân y không còn miễn cưỡng, một tay viện thích cẩn cánh tay trái một tay bắt lấy kia đoạn theo thích cẩn hô hấp mà hơi rung nhẹ mũi tên gãy thích cẩn cắn chặt răng từ đầu đến cuối quả thực là không nói tiếng nào quân y mới lấy ra mũi tên một người khác kịp thời cầm sạch sẽ băng gạc che thích cẩn vết thương vì hắn cầm máu huyết thủy cấp tốc thẩm thấu tầng tầng băng gạc thích cẩn y nguyên nhìn dưới mặt đất hắn bỗng nhiên minh bạch vì sao có chút hậu trạch nữ tử không tiếc không thèm đến xỉa mặt mũi cũng phải dùng hết thủ đoạn tranh thủ tình cảm bởi vì chỉ cần thắng, chẳng những có thể lấy đạt được nhất thời cưng chiều, còn có thể tại người thua trong lòng, hung hăng chen vào một đao.